rể quý trời cho. chương 741, một tát đánh bay. Ngày hôm sau, bốn người Lý Trần Hiên, la liệt lần nữa ở bên cạnh lôi đài ngồi uống trà. La hạo lên lôi đài, mắt hướng về phía nhà tổ của nhà họ Lâm, hét một câu, đám chuột nhất nhà họ Lâm, mau ra đây ứng chiến, các người thỏ đế như thế, không sợ mặt mũi của nhà họ Lâm đều mất hết hay sao? Bởi vì mấy ngày nay ở trước cửa nhà tổ nhà họ Lâm luôn có lôi đài này, Người qua đường đều rất hiếu kỳ chuyện gì đang xảy ra, cộng thêm nhà họ Lâm ở kinh đô có độ nổi tiếng, cho nên mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chạy đến bên này xem náo nhiệt, muốn biết người trong nhà tổ nhà họ Lâm từ nào mới ra ngoài nghênh chiến. Nhà họ Lâm không phải rất lợi hại sao, bây giờ người ta ở trước cửa gọi nhiều ngày như thế, nhà họ Lâm vậy mà không có ai ra ứng chiến, thật là hèn mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền Nhà họ Lâm ở Kinh Đô tuy một tay che trời, nhưng bị những người luyện võ này nhắm vào, bọn họ cũng chỉ có thể đau đầu. FK, ông đây đến đây xem mấy ngày rồi, kết quả lần nào cũng không đánh, rốt cuộc có đánh hay không, người của nhà họ Lâm sao lại nhát gan như thế chứ? Nửa ngày trôi qua, nhà tổ nhà họ Lâm vẫn không có bất kỳ động tính gì, la hạo đảo mắt, lại lớn tiếng hét lên một tiếng, xem ra lục Diên thọ cũng không có gì ghê gớm, Bản thân ông ta là người gan nhỏ như chuột, dậy ra đồ đệ cũng tham sống sợ chết như thế. Nhà họ Lâm này còn có mặt mũi ở kinh đô làm đệ nhất gia tộc, theo tôi thấy, bọn họ cũng chẳng qua là một gia tộc rởm, người trong nhà đều vô dụng, không được tích sự gì. Vừa dứt lời, La Hạo liền bay xuống lôi đài, xông về phía cửa lớn nhà tổ nhà họ Lâm, sau đó ở cây cột đá đạp hai cái, đưa tay muốn giật cái biển của nhà họ Lâm xuống. Mọi người đều bị thân thủ của La Hạo làm cho kinh sợ đều cảm thấy đây giống như đang diễn võ, phát ra những trận kinh hô. Có điều khi tay của La Hạo sắp chạm vào tấm biển đó, một trận gió cắt ngang, một viên đá bay thẳng về phía sau La Hạo, La Hạo cảm nhận được nguy hiểm, lập tức xoay người, nhảy người nhanh chóng rơi đáp xuống đất. Biển của nhà họ Lâm tôi, cũng là thứ anh có thể tùy tiện đụng vào sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó, mọi người liền nhìn thấy cách đó không xa có ba bóng người đang đi về hướng này mắt của La Hạo nheo lại, nhìn chằm chằm người đi đầu tiên, chiến ý trong mắt nổi lên. Lúc này trong những người xem náo nhiệt xung quanh không ít người nhận ra người đi đầu đó, có người bắt đầu hô lên là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vậy mà xuất hiện rồi, nhìn dáng vẻ là vừa từ bên ngoài trở về, chẳng trách khoảng thời gian này trong nhà tổ nhà họ Lâm mãi không có động tĩnh gì. Anh ta về thì như nào chứ, người bày ra lôi đài ở đây vừa nhìn là biết không phải loại đơn giản, người thanh niên này đã lợi hại như thế rồi, bên đó còn có mấy ông lão, không chừng nhà họ lâm sắp bại trong tay của mấy người này. Bốn người la liệt sau khi từ lời bàn bản của người xung quanh nghe được người đến là lâm thanh diệt, mắt đều nheo lại, có điều bọn họ không có động thủ, theo bọn họ thấy, muốn thu thập lâm thanh diệt, một mình la hạo là đủ rồi. La hạo trở lại lôi đài, nhìn ba người lâm thanh diệt, mở miệng nói cậu chính là lâm thanh diệt. Không sai, Lâm Thanh Diện đáp lại một câu ha ha xem ra con rùa rụt đầu cũng có khi lộ đầu nếu đã đến rồi vậy hôm nay bắt buộc phải có lời giải thích nghe nói cậu giết chết một cao thủ nội kình tiểu thành của hình ý môn trước khi hỏi chuyện cậu cậu có gan thì lên lôi luận bàn với tôi một phen la hạo mở miệng dư tùng lập tức ghé sát bên tai của lâm thanh diện mở miệng nói lão đại dùng ý thức của tôi giải quyết thằng này thay cho anh không cần đây là chuyện của tôi hai người ở một bên xem là được lâm thanh diện mở miệng Sư Tùng gật đầu, không có nói nhiều, Lâm Thanh Diện tự mình giải quyết, tuyệt đối so với anh ta giải quyết đáng nể hơn nhiều. Lâm Thanh Diện nhìn La Hạo, mở miệng nói, luận bàn thì thôi, anh không phải đối thủ của tôi, để bốn người bên đó đến còn tạm. La Hạo nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, mặt mày bỗng tối sầm lại, cái tên này còn không biết mình là ai, vậy mà nói bản thân không phải đối thủ của anh, hơn nữa còn cho rằng tông sư và nửa bước tông sư bên đó mới có thể làm đối thủ của anh thật sự là nực cười. Thật đủ cuồng vọng, bốn vị bên đó, một người đã bước vào cảnh giới tông sư, ba người còn lại đều là nửa bước tông sư, cậu muốn để bọn họ làm đối thủ của cậu, cũng không xem lại mình xem có xứng hay không. La Hạo không chút lưu tình nói. Trước tiên tự giới thiệu trước, tại hạ La Hạo của nhà họ La, nhà họ La tôi là cổ võ thế gia có tầm ảnh hưởng lớn ở Giang Bắc, tôi ở trong lớp thanh niên của nhà họ La, cũng coi như đứng đầu, 28 tuổi đã đạt có thực lực nội kinh đại thành, Bây giờ, cậu còn cảm thấy tôi không phải đối thủ của cậu không?" La Hạo khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, đưa ra một tiếng chất vấn với anh. Lâm Thanh Diện nhún nhún vai, danh hiệu của nhà họ La anh chưa từng nghe qua, có điều có thể vào năm 28 tuổi đã tới nội kinh đại thành, quả thật cũng tính là thiên tài khiến người ta kinh diễm. Chỉ là đối với Lâm Thanh Diện mà nói, vẫn không đủ nhìn. Anh liếc nhìn về phía bốn người La Liệt, cảm nhận khí thế trên người bọn họ, chắc chắn bốn người này quả thật có một tông sư ba người nửa bước tông sư khí thế này cũng đủ dùng từ khủng khiếp để hình dung la hạo thấy lâm thanh diện không có đáp lại hừ lạnh một tiếng mở miệng nói cậu không phải sợ rồi dùng loại tủ đoạn phô trương thanh thế này để làm màu chứ tôi có phải là đối thủ của cậu hay không ít nhất phải đánh mới có thể biết được người xung quanh xem náo nhiệt nghe thấy lời này cũng bắt đầu hưởng ứng lâm thanh diện anh không phải ngu rồi chứ chưa đánh với người ta thì nói người ta không phải đối thủ của anh, loại thủ đoạn này quá phêu rồi. Lâm Thanh Diện, anh nếu còn là đàn ông thì lên lôi đầu đánh một trận với anh ta, nếu không, cả kinh đô đều sẽ coi thường anh. Đừng ra vẻ nữa, dùng thực lực chứng minh đi, nói khoác ai chả nói được, mau lên đánh với anh ta. Lâm Thanh Diện thấy người xung quanh đều hô như thế, cũng chỉ biết thở dài bất lực, mặc dù anh khinh thường giao thủ với La Hạo, nhưng vì mặt mũi của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, anh vẫn phải để những người xem náo nhiệt này biết sự lợi hại của anh anh khẽ nhún người bay lên lôi đài nhìn thấy la hạo đang cười lạnh la hạo thấy lâm thanh diện lên lôi đài trong lòng bật cười một tiếng sau đó mở miệng nói cậu chẳng qua là giết được một người nổi kinh tiểu thành mà thôi hôm nay tôi sẽ khiến cậu biết cái gì mới là lực lượng chân chính nói xong la hạo quát lên một tiếng trên người bùng phát khí thế chiêu thức vô cùng tinh diệu được thi triển ra lao về phía lâm thanh diện mọi người xung quanh đều mặt mày sửng sốt, cảm thấy La Hạo là cao thủ võ lâm giống như trong TV. Khi La Hạo lao đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, định đánh một trường, Lâm Thanh Diện lại chỉ hơi nhấc tay, nhàn nhã vỗ ra cản lại công kích của La Hạo, một cái tát đánh bay anh ta ra khỏi lôi đài. Dưới lôi đài, nháy mắt trở nên im bặt. Chương 742, bốn người cùng lên đi. Bốn người la liệt ở dưới lôi đài nhàn nhã uống trà đối với La Hạo đều tràn ngập tự tin, La Liệt càng đắc ý trong lòng, vì nhà họ La có thể có một hậu bối ưu tứ đáng để kiêu ngạo như này. Dựa vào khí thế của La Hạo thì đã hất cái tên Lâm Thanh Diện đó ra xe 18 con phố rồi, danh tiếng của Lục Diên Thọ tuy lớn, nhưng đệ tử dậy ra quả thật không ra làm sao. Lý Trần Hiên đánh giá một câu. Một chiêu này của La Hạo chỉ sợ có thể đánh cho Lâm Thanh Diện không biết Đông Tây Nam Bắc, một tiểu bối tự cho mình là to nhất, tóm lại vẫn sẽ có người khiến cậu ta biết rõ vị trí của mình. Thạch Khiêm cũng mở miệng. Theo tôi thấy, tên Lâm Thanh Diện này thuần túy chính là bị La Hạo dọa sợ rồi, đứng ở đó không nhúc nhích, rõ ràng chính là không biết nên ứng phó làm sao. Lưu Ngạn Sương cũng phụ họa theo. Khi bốn người đều nhận định kết cục của trận chiến này đã xác định trước, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng nhấc tay, một tát đánh La Hạo bay ra khỏi lôi đài. Cho dù thực lực của bốn người đã đến trình độ người thường không dám với tới, lúc này vẫn lộ ra biểu cảm sừng sốt, khó tin nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện ở trên lôi đài. Tên, tên này thực lực sao lại mạnh như thế? Chẳng lẽ cậu ta đã bước vào cảnh giới tông sư? La liệt trực tiếp từ trên ghế đứng dậy. Ba người Lý Trần Hiên cũng đều trợn mắt há hốc mồm, cái tát vừa rồi Lâm Thanh Diện cho dù là bọn họ, cũng không thể dễ dàng làm được, điều này chỉ có thể nói rõ, thực lực của Lâm Thanh Diện đã ở trên bọn họ. Sao có thể chứ, tuổi tác của tên này so với La Hạo còn ít hơn, tông sư hơn 20 tuổi, thật sự lười người mà. Giọng nói của Lý Trần Hiên có hơi run rẩy. La Hạo ngã dưới đất phản ứng lại mất rất nhiều thời gian, mới từ trong trạng thái ngốc trệ tỉnh lại, anh ta đưa tay sờ vào mặt của mình, một bên mặt đó đã bị tê dại không còn cảm giác gì, bên tai là những tiếng ù ù không dứt. Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mãi đến lúc này anh ta mới hiểu, Lâm Thanh Diện không phải ra vẻ, mà là anh ta thật sự không có tư cách làm đối thủ của Lâm Thanh Diện. Nhìn người thanh niên ở trên lôi đài tuổi tác còn nhỏ hơn anh ta, trong lòng La Hạo xuất hiện cảm giác thất bại nặng nề. Một tát này đánh rất hay, tên mập ở dưới lôi đài trực tiếp hô lên một câu. Đồng thời những người xem đang ở trong cơn bàng hoàng cũng bị một tiếng này của tên mập kéo hồn lại, sau đó tất cả mọi người bắt đầu kinh hãi trước sự lợi hại của Lâm Thanh Diệt, không ít người đều phấn khích hô lên. Cùng lúc đó, trong phòng khách của nhà tổ nhà họ Lâm, Hứa Bích Hoài đang bế Lâm Nhất nặc đi qua đi lại, trên mặt vô cùng khẩn trương, Lâm Thanh Diện nói hôm nay sẽ trở về, nhưng mãi đến bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì, điều này khiến cô có hơi lo lắng. Vào lúc này, một người xông vào trong phòng khách chính, lớn tiếng gọi một tiếng, "Ra. Gia. Gia chủ về rồi, bây giờ đang ở trên lôi đài ở bên ngoài." Mọi người nghe thế lập tức đều vội vàng chạy ra bên ngoài. Một lúc sau, Hứa Bích Hoài dẫn theo mọi người đến bên ngoài nhà tổ nhà họ Lâm sau khi nhìn thấy lâm thanh diện trên lôi đài hứa bích hoài bỗng thở phào mà lúc này mọi người đều vì cái tát vừa rồi của lâm thanh diện mà hoan hô sau khi mọi người nhà họ lâm nhìn thấy cảnh này đều có hơi nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì có điều nhìn thấy bốn người la liệt lúc này mặt mày tức giận trong lòng mấy người mục tu lý tam thốn đều có hơi thấp thỏm lâm thanh diện nhìn thấy hứa bích hoài bế lâm nhất nặc đi ra trên mặt lộ ra một nụ cười trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống chạy đến trước mặt hai mẹ con bọn họ, ôm bọn họ vào trong lòng. Lâu như vậy không gặp, thật sự là nhớ chết anh rồi." Lâm Thanh Diện mở miệng. "Được rồi, kẻ địch lớn ở trước mắt, trước tiên đừng nói chuyện tình cảm nữa, vẫn là nghĩ cách giải quyết những rắc rối này đi." Hứa Bích Hoài lườm Lâm Thanh Diện. "Vẫn không tính kẻ địch lớn, muốn giải quyết bọn họ vẫn rất dễ dàng." Lâm Thanh Diện đưa tay nhéo mũi của Lâm Nhất Nặc. "Chắc là có quan hệ huyết mạch." mặc dù Lâm Thanh Diện sau khi Lâm Nhất Nặc được sinh ra không lâu thì rời đi, có điều đứa bé này đối với Lâm Thanh Diện lại không có một chút xa lạ, thậm chí còn có hơi thân cận. Hai người Mục Tu và Lý Tam Thốn sau khi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, đều có hơi ngại ngùng, Lý Tam Thốn bước lên một bước, nói, Lâm Thanh Diện sư huynh, huynh có thể còn không biết, bốn lão giả bên đó, một người là cao thủ tông sư, ba người là cao thủ nửa bước tông sư, đừng nói giải quyết bọn họ, từ trong tay bọn họ trốn được cũng là một chuyện khó ta biết thực lực của bọn họ. Lâm Thanh Diện đáp lại một câu. Lý Tam Thốn bỗng xứng người, trong lòng nghĩ huynh đã biết thực lực của bọn họ, tại sao còn nói mấy lời ngung cuồng như thế. Mục Tu thấy Lâm Thanh Diện nói như thế, cũng đi tới, nói, Lâm Thanh Diện, thực lực của cao thủ cảnh giới tông sư không phải chúng ta có thể dễ dàng chống cự, chúng tôi đã thương lượng rồi, thật sự không được, chúng tôi nói vị trí của sư phụ cho bọn họ, đồ đệ mấy năm nay sư phụ dạy ra, người lợi hại có không ít, cho dù bọn họ đi tìm sư phụ gây phiền phức, sư phụ chắc cũng có thể ứng phó được, hiện nay chỉ có một sự lựa chọn thôi. Lâm Thanh Diện vỗ vỗ vai của anh ta và Lý Tam Thốn, mở miệng nói, "Hai người yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, bọn họ không gây nổi sóng gió gì đâu, tông sư thì sao chứ, không phải chưa từng giết." Cơ thể của Mục Tu và Lý Tam Thốn lập tức cứng đờ, lời này của Lâm Thanh Diện khiến bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. "Lâm Thanh Diện sư huynh, đã là lúc nào rồi?" huynh đừng nói đùa nữa huynh từng giết tông sư giết tông sư nào thế lý tam thốn mở miệng lôi uyên hành lâm thanh diện đáp mắt của mục tu lập tức trợn lên bình thường anh ta không thích nói chuyện cũng trực tiếp hốt lên một tiếng chuyện này sao có thể chứ lôi uyên hành là tông sư danh chấn nam bắc nếu như anh thật sự giết được ông ta chúng tôi sao có thể không biết chứ tôi giết ông ta ở nước ngoài tin tức chắc còn chưa truyền về có điều chắc cũng sắp rồi lâm thanh diện mở miệng nói được rồi bây giờ không phải là lúc nói chuyện mọi người trước tiên ở một bên xem tôi đi giải quyết bốn lão già đó đã nói xong anh xoay người nhìn sang bốn người la liệt bốn người các ông là kẻ thù của sư phụ tôi lâm thanh diện mở miệng sư phụ của cậu tiếng xấu đồn xa kẻ thù của ông ta đâu chỉ có bốn người chúng tôi cậu tốt nhất vẫn mau nói vị trí của ông ta ra nếu không sẽ đối đầu với cả giới cổ võ La Liệt lạnh giọng nói, Lâm Thanh diện bĩu môi, nói, sư phụ với tôi ân trọng như núi, các ông muốn tìm người, trước tiên qua ải của đồ đệ là tôi rồi nói. Tôi cũng không nói nhảm với các ông, trực tiếp lên lôi đài đi, tôi sẽ để các ông hiểu, dựa vào các ông còn chưa đủ tư cách đi tìm sư phụ của tôi. Nói xong, anh bèn lên lôi đài. La Liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn theo lên lôi đài. Thằng nhóc cuồng vọng Đừng tưởng cậu đánh bại La Hạo thì có tư cách lên giọng với chúng tôi, hôm nay để tôi đến thu thập cậu." Lâm Thanh Diện thấy chỉ có một mình La Liệt muốn lên lôi đài, lập tức xua tay, nói, "Một mình ông còn không đủ, tôi không muốn lãng phí thời gian, cho nên bốn người các ông cùng lên đi." Chương 743, đối chiến La Liệt. Lời của Lâm Thanh Diện khiến tất cả mọi người ở đây đều phát ra tiếng kinh sợ, dân thường ở xung quanh xem có lẽ không rõ Lâm Thanh Diện muốn đánh bốn là có ý gì. Chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện một đánh bốn có chút ngang ngược, mà những người luyện võ biết rõ thực lực của bốn người la liệt sau khi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện đều cảm thấy Lâm Thanh Diện điên rồi. Đó là một tông sư và ba người nửa bước tông sư, cho dù có thực lực của cảnh giới tông sư, cũng không dám vì tiện nói muốn một đánh bốn. La liệt thấy Lâm Thanh Diện vậy mà cảm thấy một mình ông ta không đủ làm đối thủ của Lâm Thanh Diện, lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, quát con ngu xuẩn, cậu thật sự quá cuồng vọng lão phu một tay cũng có thể đánh cậu xuống đất, bốn người chúng tôi nếu như cùng lên lôi đài, cậu nháy mắt sẽ mất mạng đó. Lúc này Lý Trần Hiên cũng từ trên ghế đứng dậy, cười lạnh nói, La Huynh, nếu tên nhóc này tự mình đưa ra yêu cầu này, vậy chúng ta không cần khách sáo với cậu ta nữa, tên nhóc này giết đồ đệ của tôi, lần này tôi đến là tìm cậu ta trả thù. Thạch Khiêm và Lưu Ngạn Sương cũng gật đầu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bối cuồng vọng như thế, cho dù lên trên không ra tay, chấn nhiếp một chút khiến cậu cha biết mình vô tri cũng được. La Liệt cũng không nói gì nữa, trực tiếp lên lôi đài, ba người Lý Trần Hiên cũng bay lên lôi đài cùng với La Liệt, đứng ở sau ông ta. Đám người hứa bích hoài thấy cảnh này đều có hơi khẩn trường, không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ để bốn người bọn họ cùng lên lôi đài, mặc dù không rõ cảnh giới tông sư rốt cuộc là khái niệm gì, nhưng nội kinh tiểu thành như mục tu đã lợi hại như thế rồi, suy đoán của bọn họ đối với tông sư cũng có một khái niệm, Lâm Thanh Diện muốn một đánh bốn tuyệt đối là hành vi kinh người. Tên Mập và Dư Tùng tự nhiên biết rõ sự khủng bố của Tông sư. Mặc dù biết Lâm Thanh Diện đã giết Lôi Uyên Hành, nhưng La Liệt đồng thời là Tông sư. Nếu như lại cộng thêm ba người nửa bước Tông sư, Lâm Thanh Diện có thể ứng phó được không? Thật sự không dễ nói. Bọn họ không khỏi thoát mồ hôi thay Lâm Thanh Diện. Hai người Mục Tu và Lý Tam Thốn sắc mặt càng ngưng trọng, trong lòng đều vô cùng lo lắng. Không được lâm thanh diện làm như thế thật sự quá nguy hiểm rồi tôi nhất định phải cản anh ấy nếu như thật sự xảy ra chuyện gì tôi và nặc nặc phải làm sao hứa bích hoài do dự một chút mở miệng nói phải không thể để bốn lão già bọn họ ức hiếp một mình lâm thanh diện được thật sự quá không biết xấu hổ mà tô thành hải cũng nói theo một câu mọi người còn lại cũng không muốn lâm thanh diện mạo hiểm như thế thân sắc đều là sự tán đồng lúc này mục tu cản hứa bích hoài lại nghiêm túc nói, chúng ta trước tiên vẫn xem thử tình hình cụ thể đã, tôi hiểu Lâm Thanh Diện, anh ta không phải người sốc nổi, làm như thế, chắc chắn có chỗ dựa gì đó, hơn nữa anh ta nói bản thân đã giết Lôi Uyên Hành, Lôi Uyên Hành là đại tông sư danh chấn Nam Bắc, Lâm Thanh Diện nếu như thật sự giết được ông ta, thực lực chắc chắn đã đạt tới trình độ chúng ta không thể tưởng tượng nổi nữa, cho dù bốn người la liệt liên thủ, Lâm Thanh Diện cũng chưa chắc sẽ thua. Sau khi hứa Bích Hoài nghe xong, cắn môi, cảm thấy lời của mục tu nói hơi có lý, mặc dù trong lòng cô lo lắng, nhưng bốn người la liệt đã lên lôi đài rồi, cô cho dù muốn ngăn cản cũng không có năng lực. Lâm Thanh Diện nhìn bốn người la liệt, trên mặt lộ ra biểu cảm phấn khích, từ sau khi đột phá đến huyền kình đại thành, anh vẫn chưa có tìm được cơ hội thi triển thân thủ, hôm nay cũng coi như có thể cảm nhận một chút, huyền kình đại thành, rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Động thủ đi, đừng lãng phí thời gian, Lâm Thanh Diện nói một câu với bốn người la liệt, Huyền kình và nội kinh trong cơ thể đã vận chuyển. Khí thế tông sư của La Liệt nháy mắt bùng phát, những người xem náo nhiệt xung quanh mặt mày đều bàng hoàng, bọn họ chưa từng nghĩ khí thế của một người có thể đạt tới trình độ khủng bố như này, những người bình thường đó, hai chân theo bản thân mà run rẩy. Khí thế trên người của ba người Lý Trần Hiên cũng bộc phát, vô hình cung đem cả lôi đài bao trọc trong khí tức đó. Trời ạ, à, đây là con người sao, tại sao chỉ là khí thế, tôi đã cảm thấy mình có hơi đứng không vững rồi. Điều này thật sự còn siêu hơn trong phim. Bốn ông lão này khủng bố như thế, Lâm Thanh Diện vậy mà còn muốn một mình đấu bốn người bọn họ, thật sự là tìm chết mà. So với bốn ông lão này, Lâm Thanh Diện rõ ràng yếu thế hơn, thật không biết anh ta nghĩ thế nào, không chừng qua hôm nay, nhà họ Lâm lại rơi vào trong nguy cơ song đời rồi. La Liệt khẽ đạp chân, thân hình đã xuất hiện ở trước mắt Lâm Thanh Diện, một trường xuất ra, hướng về lồng ngực của Lâm Thanh Diện, là một tông sư. La Liệt muốn một chiêu giải quyết Lâm Thanh Diện, từ đó chứng minh thực lực của mình. Ba người Lý Trần Hiên đứng ở nguyên đó, không có ra tay, bọn họ đi lên cũng chỉ là góp đủ mặt mà thôi, ở trong mắt và lòng bọn họ, Lâm Thanh Diện căn bản không thể là đối thủ của La Liệt. Mắt của Lâm Thanh Diện nheo lại nhìn La Liệt, khi bàn tay của ông ta sắp vỗ vào lồng ngực của mình, trực tiếp giữ cổ tay của ông ta lại. La Liệt tự cho rằng tốc độ của mình không có ai địch nổi khoảnh khắc Lâm Thanh Diện túm lấy cổ tay của ông ta, hai mắt của ông ta trong nháy mắt mở to. Trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra nụ cười chiêu tức, mở miệng nói, sao hả, không ngờ chứ gì. Nói xong, huyền kinh trong cơ thể của Lâm Thanh Diện lộ ra, sau đó dùng lực, hất cơ thể của La Liệt ra ngoài. La Liệt lùi về sát mép lôi đài, cố gắng khống chế thân hình của mình, nếu không phải kinh nghiệm phong phú, ông ta sợ rằng đã ngã xuống lôi đài rồi lực lượng của cậu tại sao lại khủng bố như thế la liệt mặt mày kinh sợ nhìn lâm thanh diện ông ta cảm thấy trên người của lâm thanh diện không có khí thế thuộc về cảnh giác tông sư chứng minh anh không có đạt tới cảnh giới tông sư nhưng lực lượng của lâm thanh diện thật sự khủng khiếp ngay cả ông ta có hơi không chống đỡ được khi chiến đấu tốt nhất đừng hỏi nhiều như thế thân hình của lâm thanh diện lóe lên lao đến trước mặt của la liệt tung một quyền về phía mặt của ông ta la liệt không dám chậm trễ nhanh chóng đưa tay cản nắm đấm của Lâm Thanh Diệt, chiêu thức của hai người đụng phải nhau, La Liệt vậy mà ẩn ẩn cảm giác cánh tay của mình có chút tê dại. Sau khi ông ta bước vào cảnh giới tông sư, còn chưa từng gặp tình huống như này, có thể khiến cánh tay của một cao thủ tông sư tê dại, đây phải cần lực lượng lớn cỡ nào chứ? Mọi người dưới đài cũng bị một màn này làm cho kinh hãi, không ngờ khí thế của La Liệt trông mạnh mẽ như thế, vậy mà mới bắt đầu đã bị Lâm Thanh Diệt ép đến thế hạ phong. La Liệt cắn răng ở đó thi triển một chiêu thức phức tạp, sau đó một cỗ khí thế cường đại ngưng tụ trên nắm đấm của ông ta, dùng tốc độ sấm sét đánh về phía Lâm Thanh Diện. Hồ tiêu quyền Lâm Thanh Diện thấy La Liệt xuất ra chiêu thức có uy lực không tầm thường, cũng không có chậm trễ, đánh ra một trường, va chạm một chỗ với nắm đấm của La Liệt. Thiên tinh trường Một làn sóng vô hình xuất hiện, vết nứt của lôi đài ở dưới chân hai người lan ra. Sau đó, La Liệt lùi lại hai bước, một tiếng rên lên vang, một tia máu tươi từ khóe miệng của ông ta chảy ra. Chương 744, Nhân Trung Long Phượng. Đứng trên lôi đài quan sát trận chiến, ba người Lý Trần Hiên còn chưa kịp ra tay đã nhìn thấy La Liệt bị thương, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi đạt đến cảnh giới của họ, có rất ít chuyện có thể làm cho họ ngạc nhiên, biểu cảm này đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt họ. Hứa Bích Hoài và những người khác nhìn thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm, Mục Tu Lý Tam Thốn và những người khác lại càng kích động hơn, xem ra Lâm Thanh Diện không lừa họ, anh thực sự có thực lực giết chết các tông sư, La Liệt đã bị thương chỉ trong vài chiêu giao thủ ngắn ngủi. Lâm Thanh Diện nhìn thấy vết thương của La Liệt, vẻ mặt hài lòng, khi Huyền Kình đạt tiểu thành thì cần dùng kinh lôi trưởng mới có thể làm bị thương các cao thủ tông sư cảnh, mà bây giờ với Huyền Kình đại thành, một chiêu thiên tinh trưởng cũng đã khiến La Liệt nôn ra máu. Điều này cũng để Lâm Thanh Diện cảm thấy Huyền Kình mạnh hơn nội kình rất nhiều. Huyền kinh đại thành đủ để xương vương trước mặt nội kinh viên mãn, thật không biết lâm thanh diện sẽ mạnh đến mức nào khi đạt đến huyền kinh viên mãn. La Liệt hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở của mình về trạng thái ổn định, sau đó quay đầu nhìn ba người Lý Trần Hiên, nói thực lực của tên nhóc này thật quái dị, chúng ta cùng nhau lên, trước tiên hạ gục cậu ta, nếu bị cậu ta phá từng người một thì sẽ gặp rắc rối. Cả ba người Lý Trần Hiên đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sau khi gật đầu với La Liệt họ nhanh chóng vây lấy lâm thanh diệt lâm thanh diệt liếm môi la liệt tông sư cảnh anh cũng không thèm để vào mắt nửa bước tông sư đương nhiên không phải là đối thủ của anh cho dù có ba người anh vẫn không sợ năm người trên võ đài ngay lập tức chiến đấu la liệt và bốn người vây chặt lấy lâm thanh diệt cảnh tượng khá sốc lôi đài được dựng tạm thời căn bản là không thể chịu nổi mức độ chiến đấu của họ một lúc sau toàn bộ lôi đài đã bị họ dỡ sạch gần hết năm người trực tiếp di chuyển tới chiến trường giao chiến ở khoảng không bên cạnh, mọi người xung quanh vội vàng tránh ra, nếu bị cuộc chiến đấu ở cấp bậc này ảnh hưởng đến, sẽ mất đi cái sinh mạng nhỏ nhoi của mình. Bốn người các người hợp lực cũng không phải là đối thủ của tôi, các người làm nhục danh tiếng sư phụ của tôi, chỉ cần các người xin lỗi sư phụ tôi trước mặt mọi người, thề rằng sẽ không bao giờ đối địch với sư phụ tôi, tôi sẽ cho các người đi, sao nào? Lâm Thanh Diện nói, đừng có mà nằm mơ, bảo chúng tôi xin lỗi sư phụ của cậu, tuyệt đối là không thể nào. Lý Trần Hiên hét lên, đập về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười nhẹ, cũng không cố gắng ngăn cản chiêu số của Lý Trần Hiên, cứ để cho ông ta tấn công mình. Lý Trần Hiên cứ nghĩ Lâm Thanh Diện không thể đối phó với chiêu số của mình, trên mặt hiện lên một tia diễu cợt. Nhưng mà, vào lúc lòng bàn tay chạm vào thân thể Lâm Thanh Diện, ông ta cảm giác được một cỗ cự lực mạnh mẽ chuyển đến, trực tiếp đánh tan toàn bộ sức mạnh trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, bởi vì bản thân không thể chống lại sức mạnh truyền tới từ lâm thanh diện nên trực tiếp bị đánh bật ra ngoài sao lại như vậy lý trần hiên giật mình sức mạnh nửa bước tông sư của ông ta còn không có thể chạm tới thân thể của lâm thanh diện thạch khiêm và lưu ngạn sương cũng gặp phải điều tương tự như lý trần hiên cả hai đều ngạc nhiên nhìn lâm thanh diện cơ thể của thằng nhóc này sao có thể đáng sợ như vậy lòng bàn tay tôi có thể để lại dấu vết trên tấm sắt nhưng không ngờ lại không ảnh hưởng gì đến cậu ta thằng nhóc này là con quái vật gì vậy vẻ mặt la liệt nghiêm nghị ông ta có thể tới gần thân thể lâm thanh diện nhưng bởi vì ông ta đã bị thương chiêu số của ông ta không có tác dụng không có uy hiếp gì đến lâm thanh diện mà ông ta còn phải rất vất vả chống lại những chiêu số của lâm thanh diện điều này thực sự rất đau đớn Lý do tại sao chiêu số của mấy người Lý Trần Hiên không có tác dụng với Lâm Thanh Diện là vì anh đã dùng một phương pháp được ghi trong quyển bí tịch để che phủ bề mặt cơ thể mình bằng huyền kinh, chống lại các chiêu thức của kẻ thù bằng cách gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, thể chất của Lâm Thanh Diện đã đạt tới đỉnh phong ngoại kinh, anh có thể phát huy thủ đoạn này đến cực hạn, khiến cho khả năng phòng ngự của bản thân đạt đến mức đáng kinh ngạc. Cấp độ lực lượng như Lý Trần Hiên và những người khác không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Lâm Thanh Diện. Tôi nói rồi, các người không phải đối thủ của tôi, nếu tiếp tục chiến đấu, kết quả cũng sẽ như vậy. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Ba vị, làm ơn tập trung nội kình của các vị cho tôi, thằng nhỏ này quá kinh người, nếu như để mặc cậu ta trưởng thành, sau này sẽ là ung thư trong cổ võ giới, hôm nay nhất định phải bị giết chết. La Liệt nói một câu, sau đó bắt đầu ấp ủ chiêu số. Ba người Lý Trần Hiên không chút do so dự, lập tức hợp lực truyền nội kình của bản thân về phía La Liệt khí thể của la liệt tăng mạnh sau đó hắn ta đánh lâm thanh diện một đòn không thể cản phá lâm thanh diện đứng tại chỗ vận huyền kinh dùng lòng bàn tay nghênh đón la liệt yêu nguyệt hai lòng bàn tay va vào nhau gió nổi lên tóc tai vài người đều bị sốc lên ba giây sau một vài tiếng hét vang lên sau đó mọi người nhìn thấy la liệt và ba người kia cùng nhau ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm nôn ra máu sắc mặt la liệt tái nhợt hơn trước rất nhiều tuyệt vọng nhìn Lâm Thanh Diệt, dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng không ngờ mình sẽ bị một thằng nhóc mới ngoài 20 tuổi đánh bại. Lúc này ba người Lý Trần Hiên không có muốn phản kháng nữa, ở trước mặt Lâm Thanh Diệt, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Những người xung quanh ồ lên, kinh ngạc trước thực lực mà Lâm Thanh Diện thể hiện, trong lòng đều cảm thán. Lão đại thực sự rất lợi hại, nếu như có nhân trung long phượng trên đời, lão đại tất nhiên sẽ là một trong số đó. Dư Tùng nhẹ giọng nói. Tên mập quay đầu liếc nhìn Dư Tùng, sau đó hỏi, "Vậy cậu nói lão đại là Long hay Phượng?" Dư Tùng nhìn tên mập như nhìn một tên ngốc, nói, "Đó là một phép ẩn dụ, hiểu không? Cậu biết ẩn dụ là gì không?" Lâm Thanh diện thu lại lòng bàn tay của mình, thở ra vận khí, sau đó bước đến trước La Liệt và ba người kia, nói, "Bây giờ các người thú nhận lỗi lầm của mình, xin lỗi sư phụ của tôi, tôi có thể tha mạng cho các người, nếu không, tôi chỉ có thể lấy mạng của các người thôi." ba người lý trần hiên đều ngẩng đầu nhìn lâm thanh diện trong mắt thoáng hiện lên nét sợ hãi hiện tại chỉ có thể làm theo lời lâm thanh diện nói la liệt nhìn chằm chằm lâm thanh diện với vẻ mặt u ám trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng nếu hôm nay hắn ta xin lỗi lục diên thọ trước mặt nhiều người như vậy hắn ta sẽ làm mất mặt cả nhà họ la sau này hắn ta sẽ không thể tiếp tục có được chỗ đứng trong giới võ cổ đại nữa đối với một tông sư thể diện thường quan trọng hơn tính mạng do dự một hồi trong mắt hiện lên vẻ u ám, lợi dụng lúc Lâm Thanh Diện không đề phòng, hắn ta vận khởi lực lượng toàn thân, bỗng nhiên đứng dậy, với tốc độ quá kinh người, hắn ta lao về phía hứa Bích Hoài đang ôm Lâm Nhất Nặc nhìn về phía này. chương 745, Thiên Vương Lão Tử cũng phải chết. Bảo tôi xin lỗi sư phụ cậu là tuyệt đối không được, cậu đã hung hăng như vậy, đừng trách tôi độc ác. Cho dù Lão Phu có chết, cũng phải kéo vợ con cậu theo cùng, Tốc độ của La Liệt nhanh đến mức mọi người ở đây không kịp phản ứng, không ai có thể ngờ đến một cao thủ tông sư cảnh lại muốn ra tay với vợ con người khác. Lão già này, ông tìm chết. Lâm Thanh Diện nghe thấy câu nói của La Liệt, cơ thể anh bùng phát tức thì, cơn giận giữ bùng lên từ anh, anh không ngờ La Liệt lại vô liêm sỉ đến mức tấn công vợ và con gái anh. Uy lực của huyền kính lúc này đạt đến đỉnh phong, cơ thể Lâm Thanh Diện hóa thành dư ảnh khiến cho mọi người hoa mắt, bọn họ chưa từng thấy một người có tốc độ như vậy. La Liệt nghĩ mình đã dốc cạn chút sức lực cuối cùng, lợi dụng sự bất ngờ của Lâm Thanh Diệt, ông ta nhất định có thể lao tới chỗ Hứa Bích Hoài trước khi Lâm Thanh Diệt kịp phản ứng. Nhưng mà, vừa chuyển thân liền nghe thấy sau lưng có tiếng quát giận dữ, cảm giác được không khí chung quanh run lên, một cỗ khí tức cường hãn xuất hiện, khiến cho bộ dáng của ông ta có chút bất ổn. Nhìn thấy sắp tới gần Hứa Bích Hoài, đúng ngay lúc này, một sự ảnh xuất hiện ở trước mặt La Liệt, sau đó dần dần ngưng thực chính là Lâm Thanh Diện vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vẻ mặt của La Liệt thay đổi rõ rệt, không ngờ ông ta đã lao tới khi anh còn chưa kịp chuẩn bị, đồng thời còn lao tới với tốc độ tối đa nhưng vẫn bị Lâm Thanh Diện chặn lại. Tốc độ của anh chàng này đã vượt qua tốc độ của tông sư, sao có thể làm được chuyện này? La Liệt nhanh chóng dừng lại, quay người bỏ chạy, lúc này tay của Lâm Thanh Diện đã vươn về phía hắn ta, hắn ta cảm thấy suy nghĩ của mình đã trở nên chậm hơn rất nhiều ngay cả khi nhìn thấy bàn tay của Lâm Thanh Diện duỗi ra, hắn ta cũng không thể chống lại bằng bất cứ chiêu thức nào. Đây không phải là vì Lâm Thanh Diện khiến suy nghĩ chậm lại, mà là Lâm Thanh Diện nhanh đến mức không kịp phản ứng. Con rồng có phải ngược, ai chạm vào nó sẽ phải chết. Dám có ý tứ đánh vợ con tôi, cho dù là thiên vương lão tử, ông đây cũng sẽ diệt hết. Tay của Lâm Thanh Diện bắt lấy cổ la liệt, la liệt giấy rụa kịch liệt, lòng bàn tay Lâm Thanh Diện cứng rắn, có tiếng xương gãy, la liệt bị lâm thanh diện chặt cổ đây vẫn chưa phải là kết thúc sau khi bẻ cổ la liệt lâm thanh diện ném cơ thể ông ta xuống đất giơ một chân lên giẫm lên ngực la liệt một hố sâu hiện ra miệng la liệt ứa ra vô số máu hai mắt trợn tròn không có sinh khí tông sư la liệt cứ như vậy chết trong tay lâm thanh diện nhà họ la cứ như vậy mất đi một cao thủ có vị trí then chốt mọi người xem cảnh tượng này đều kinh ngạc lúc này lâm thanh diện giống như sát thần từ địa ngục trở về thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ba người Lý Trần Hiên nhìn la lia ngừng động đậy, dùng mình, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lâm Thanh Diện liếc về phía ba người bọn họ, trong lòng ba người Lý Trần Hiên giấy lên nỗi sợ hãi vô song, đối mặt với Lâm Thanh Diện, trong lòng họ chỉ có cảm giác vô lực liên tục. Ba người còn muốn ra tay với vợ tôi không? Lâm Thanh Diện hỏi không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Lý Trần Hiên run rẩy đứng lên, đi về phía Lâm Thanh Diện, khi còn cách Lâm Thanh Diện hơn 10 mét, bịch một tiếng, ông ta quỳ xuống. Lý Trần Hiên tôi muốn xin lỗi Lục Diên Thọ vì những sai lầm trước đây của mình, thề sẽ không bao giờ trở thành đối địch Lục Diên Thọ nữa, cầu xin tiểu huynh đệ hãy tha mạng cho tôi. Nói xong, Lý Trần Hiên quỳ xuống bên cạnh Lâm Thanh Diện. Trong lòng Lý Trần Hiên biết rất rõ, cho dù trưởng môn hình ý môn đến cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Thanh Diện, người thanh niên này chắc chắn sẽ gây náo loạn toàn bộ cổ võ giới nếu tiếp tục là kẻ địch thì chỉ có đường chết thạch khiêm và lưu ngạn sương có cùng suy nghĩ như lý trần hiên nghĩ nhìn thấy lý trần hiên đi đến quỷ gối với lâm thanh diện hai người cũng bước tới đối mặt với lâm thanh diện quỳ xuống thạch khiêm tôi muốn xin lỗi lục diên thọ vì những sai lầm trước đây của mình lưu ngạn sương tôi sau khi xin lỗi xong cả hai cũng đều nằm áp trên mặt đất cút đi chỗ khác đi lâm thanh diện chỉ lạnh lùng nói một câu cũng không tiếp tục làm bọn họ khó xử nữa. Ba người Lý Trần Hiên nhanh chóng đứng dậy, mang theo người của mình rời khỏi đây. Trận đấu kinh hoàng trước ngôi nhà cổ của nhà họ Lâm đã đến hồi kết, cuối cùng kết thúc bằng cái chết của một tông sư và sự quỳ gối xin lỗi của ba nửa bước tông sư. Trong số đám đông theo dõi trận chiến này, rất nhiều người đã chụp ảnh trận chiến đăng lên internet. Tin rằng không lâu nữa trận chiến của Lâm Thanh Diện sẽ được cả thế giới biết đến cái tên Lâm Thanh Diện sẽ không chỉ vang danh trong giới kinh doanh mà còn làm dung chuyển toàn bộ giới võ đạo. Chẳng mấy chốc, người của nhà họ Lâm đã thu dọn lôi đài trước cửa, những người xem náo nhiệt cũng tản ra ngoài, nhà cổ của nhà họ Lâm cũng yên tĩnh trở lại. Lâm Thanh Diện thu hồi khí thế trên người mình về, anh xoay người đi về phía hứa Bích Hoài và những người khác. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với ánh mắt sáng ngời, chàng trai này luôn có thể mang đến cho họ những bất ngờ không tưởng tượng được nhà họ Lâm, có Lâm Thanh Diệt, sẽ không bao giờ gục ngã. Làm em lo lắng rồi, Lâm Thanh Diệt mỉm cười, nói với hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diệt một cách kỳ lạ, nhưng trong mắt cô tràn đầy niềm vui. Anh không ôm con gái của mình sao? Lâu quá không về, con bé suýt không nhận ra cha nó nữa rồi. Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện nhanh chóng ôm lấy Lâm Nhất Nặc từ vòng tay hứa Bích Hoài, nói anh là cha của con bé, cho dù có trải qua một thời gian dài, con bé cũng sẽ không bao giờ quên anh. hứa bích hoài đảo mắt nhìn anh, nói anh đã tự tin như vậy, nếu anh có khả năng thì bảo con bé gọi anh là cha đi. lâm thanh diện cúi đầu lướt nhìn lâm nhất nặc trong tay, bé nhỏ tò mò nhìn lâm thanh diện, trong mắt hiện lên vẻ thân thiết không che giấu được. nhất nặc mẹ con không tin vào mối liên hệ đặc biệt giữa cha và con này, con mau gọi cha là cha để mẹ biết tình cảm giữa cha và con không thể bị phai nhạt theo thời gian nào. lâm thanh diện nói lâm nhất nặc vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra bắt lấy khuôn mặt của lâm thanh diện không hiểu lâm thanh diện đang nói cái gì hứa bích hoài cười ngay lập tức nói xem kìa con bé hoàn toàn không biết anh chỉ sợ trong mắt con bé anh chỉ là một món đồ chơi vui vẻ thôi những người phía sau hứa bích hoài cũng hé miệng nở nụ cười vẻ mặt lâm thanh diện bất lực không có cách nào với đứa trẻ này ngay khi lâm thanh diện chuẩn bị ôm lâm nhất nặc bước vào nhà cô nàng nhỏ bé đột nhiên dùng giọng nhu nhu kêu lên cha. Mặc dù cô bé nói không rõ, nhưng cũng có thể biết cô bé đang gọi Lâm Thanh Diện. Mọi người tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Lâm Thanh Diện cười lớn, mạnh dạn nói con gái yêu của cha, con thực sự là hạt rẻ cười của cha mà. Cha đã bỏ lỡ bữa tiệc trăm ngày của con rồi, lần này cha về sẽ tổ chức một bữa tiệc to ăn mừng. Ông Độ, chọn ngày lành tháng tốt, tôi muốn mở tiệc mừng cho nhất nặc mời bạn bè người thân, đại tiệc 3 ngày. Audio điện tử võ tấn bền chương 746, lửa giận của nhà họ la. Tông môn hình ý môn. Khi Lý Trần Hiên cùng một nhóm đệ tử trở lại đây, ông ta đã kiệt sức, mặt đầy bụi. Mau thông báo với trưởng môn, tôi muốn gặp ông ấy. Lý Trần Hiên nói. Ngay lập tức một số đệ tử đã chạy đi thông báo cho trưởng môn đến. Trong sảnh chính của hình ý môn, Lý Trần Hiên đến đó, trong nháy mắt ông ta đã nhìn thấy Triệu Thác cũng đang đợi sẵn ở đây. Là trưởng môn hình ý môn, Triệu Thác cũng là một cao thủ tông sư thực sự, thực lực của ông ấy ngang ngửa với La Liệt của nhà họ La, cũng có chút uy tín trong giới võ thuật, tuy nhiên, so với một đại tông sư như Lôi Uyên Hành thì kém hơn một chút. Triệu Thác nhìn thấy Lý Trần Hiên đi vào thì lập tức nghênh đón, sau khi nhìn thấy bộ dạng trật vật của Lý Trần Hiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trưởng lão Lý, tôi nghe nói lần này ông xuống núi báo thù cho đồ đệ, sao bây giờ lại chật vật như vậy, chẳng lẽ là gặp phải phiền toái gì sao? Triệu thác hỏi, Lý Trần Hiên bất lực thở dài, nói, đừng đề cập tới nữa, người đã giết đồ đệ của tôi là đệ tử của Lục Diên Thọ. Gì, đệ tử của Lục Diên Thọ? Triệu thác ngay lập tức trợn to mắt, chẳng lẽ trưởng lão Lý tìm được Lục Diên Thọ thông qua đệ tử này, lại chịu thua thiệt trong tay Lục Diên Thọ? Lý Trần Hiên vẻ mặt xấu hổ lắc đầu, sau đó kể cho Triệu Thác nghe những gì ông ta đã gặp phải sau khi xuống núi. Nhà họ la đến một vị tông sư, cộng thêm tôi và hai vị nửa bước tông sư từ bát cực quyền thất thương môn, chúng tôi hợp lực chống lại đệ tử của Lục Diên Thọ, cuối cùng vẫn thua trong tay cậu ta, la liệt chó cùng rứt dậu, muốn uy hiếp vợ con cậu ta, không ngờ bị ngăn lại, trực tiếp mất mạng, ba người chúng tôi phải quỳ xuống xin lỗi, thừa nhận lỗi lầm, như vậy mới cứu được mạng của chúng tôi. Lý Trần Hiên nói nhỏ. Sau khi triệu thác nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói, không ngờ đồ đệ của Lục Diên thọ lại mạnh như vậy, bốn người các ông hợp sức lại cũng không phải đối thủ của cậu ta, chẳng trách năm đó Lục Diên thọ lại có thể gây chấn động lớn như vậy trong cổ võ giới, có vẻ như đồ đệ của ông ta cũng không phải đèn đá cạn dầu. Nhưng ông là đại trưởng lão hình ý môn cao quý của tôi, cậu ta dám bắt ông quỳ xuống xin lỗi, thật là khinh người quá đáng, cho dù giết được tông sư, khẩu khí này. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể cứ thế này mà nuốt xuống. Khi quay về tôi sẽ đến thảo luận vấn đề với trưởng môn Bát Cực Nhất Mạch và Thất Thương môn, mặt mũi này nhất định phải tìm lại. Lý Trần Hiên bất lực thở dài, nói trưởng môn, thật ra thì không phải tôi không muốn hả giận, mà là đệ tử Lục Diên thọ quá mạnh. Bốn người chúng tôi hợp sức, vẫn không thể bắt cậu ta dùng hết sức lực, trái lại một vị tông sư đã chết, cho dù chúng ta hợp lực với Bát Cực quyền Thất Thương môn, chúng ta cũng có khả năng không khôi phục được thể diện này. Hơn nữa trong thời gian chúng ta thảo luận, e rằng cậu ta đã tìm được sư phụ của mình, khi chuyện đó xảy ra, chỉ e là chúng ta sẽ tổn thất càng lớn hơn. Cho nên lúc trên đường về chúng tôi đã thảo luận xong. Quên chuyện lần này đi, và lại sau này, tốt hơn chúng ta không nên trở thành kẻ thù với lục diên thọ nữa. Dù lục diên thọ gây ra cho chúng ta những tổn thất không thể bù đắp, nhưng nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu với ông ta, chúng ta sẽ chỉ càng mất nhiều hơn. Nghe được những lời của Lý Trần Hiên, trong lòng triệu thác cảm thấy hơi dao động, nhưng ông không muốn cứ bỏ qua như vậy. Đệ tử của lục diên thọ này có thể không kinh khủng như các ông nghĩ, có lẽ lúc đó cậu ta đã đạt tới cực hạn, nhưng cậu ta chỉ giả bộ không sao mà thôi, làm sao chúng ta có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ? Triệu thác nói, đúng lúc này, một người từ bên ngoài sông vào báo cho triệu thác tông chủ, vừa nhận được tin đại tông sư lôi uyên hành qua đời ở Mỹ, người đã giết ông ta tên là Lâm Thanh Diệt, Nghe nói cậu ta là một thanh niên khoảng 20 tuổi, tin tức này vừa được truyền về trong nước, giới võ lâm đã sôi sục. Một thanh niên khoảng 20 tuổi giết chết đại tông sư Lôi Uyên Hành, thật sự rất lợi hại. Triệu Thác gật đầu, hiện tại ông ta đang nghĩ tới chuyện của Lý Trần Hiên, không thèm để ý tới loại tin tức này, mà là thản nhiên trả lời một câu. Ông ta quay đầu nhìn Lý Trần Hiên, đang muốn thảo luận xem ông ta có muốn báo thù hay không, nhưng phát hiện ra Lý Trần Hiên đã hóa đá như một pho tượng. Trưởng lão Lý, ông bị sao vậy?" Triệu Thác khó hiểu hỏi. "Lâm, Lâm Thanh Diện này chính là đệ tử của Lục Diên Thọ." Lý Trần Hiên lắp bắp. Trần Thác chỉ cảm thấy một dấu vết ớn lạnh sau lưng, ý tưởng tìm kiếm Lâm Thanh Diện trả thù biến mất ngay lập tức. Đồng thời, điều tương tự cũng đang xảy ra ở Bát Cực Quyền và Thất Thương môn. Ba môn phái võ thuật cổ đại này tuy có ảnh hưởng nhất định, nhưng mạnh nhất trong tông môn là Tông sư cảnh, hơn nữa danh tiếng của họ kém hơn Lôi Uyên Hành rất nhiều cho nên sau khi biết tin lôi uyên hành đã chết trong tay Lâm Thanh Diện, họ lập tức xua tàn ý định tìm Lâm Thanh Diện trả thù. Thành phố An Vân, Giang Bắc, cổ võ thế gia, trong ngôi nhà cổ của nhà họ La. La Hạo quỳ ở sân, đặt ở trước mặt anh ta là thi thể của La Liệt. Không lâu sau, một nhóm người đi qua đây, khi nhìn thấy thi thể của La Liệt trên mặt đất, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. La Hảo, chuyện gì vậy? La Hảo, sao, sao có thể như thế này? một người đàn ông mặc quần áo luyện công chạy đến chỗ La Hạo túm lấy cổ áo anh ta, cha hỏi người này là anh trai của La Liệt, gia chủ nhà họ La, La Cương khác với hình ý môn bát cực quyền thất thương môn, nhà họ La là một dòng họ võ thuật cổ đại hùng mạnh ở vùng Giang Bắc, thực lực tổng thể mạnh hơn những môn phái cổ đại này, cho nên gia chủ của nhà họ La mạnh hơn rất nhiều so với triệu thác và những người khác trong giới võ thuật nước C, danh tiếng của La Cương không hề yếu hơn Lôi Uyên Hành một đại tông sư nổi tiếng, thậm chí danh tiếng của La Cương còn mạnh hơn Lôi Uyên Hành rất nhiều. Quyền thừa kế thế gia chắc chắn còn sâu sắc hơn của một kiểm khách đơn độc như Lôi Uyên Hành. "Bác ơi, là do cháu bất tài, không đủ sức nên chỉ có thể nhìn chú hai chết trong tay thằng nhóc đó, cháu cam tâm chịu hình phạt." La Hạo nói. "Nói cho bác biết là chuyện gì đã xảy ra trước đi." La Cương kích động nói. La Hạo không dám thất lễ, nhanh chóng nói La Cương biết những gì đã xảy ra sau khi nghe xong ánh mắt la cương lộ ra vẻ hung ác lâm thanh diện có phải là đứa trẻ đã giết lôi uyên hành không thảo nào bốn người la liệt không phải là đối thủ của cậu ta cậu ta là một thiên tài quái vật mặt la hạo thay đổi anh ta thốt lên cái cái gì cậu cậu ta giết lôi uyên hành rồi la cương hừ lạnh một tiếng nói hừ dù giết lôi uyên hành thì sao chứ nhà họ la chúng ta khác với một lôi uyên hành lâm thanh diện thật sự dám giết em trai tôi đúng là không để nhà họ la chúng ta vào mắt mà, dù là thiên tài quái vật thì sao, mối hận này, tôi phải báo. Lục Diên Thọ, ông thực sự đã dạy được một đồ đệ tốt đấy. Đợi đó, tôi sẽ mang đầu đồ đệ ông đến gặp ông. chương 747, phục vụ không đến nơi đến chốn. Vài ngày sau trận chiến trước nhà cổ nhà họ Lâm, nhà họ Lâm dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù thế giới bên ngoài vẫn đang bàn luận sôi nổi về trận chiến, nhưng nhà họ Lâm đã chìm trong niềm vui vì sự trở về của Lâm Thanh Diện và lịch trình yến tiệc dày đặc. Sau khi Lâm Thanh Diện trở về, anh cũng đã hoàn toàn thả lỏng thân thể và tinh thần, sau khi phiêu bạt bên ngoài lâu như vậy, rốt cuộc anh vẫn cảm thấy về nhà là thoải mái nhất. Trong thời gian vắng mặt, cả ba người Lý Phủ Đồ đã học được nội kình từ mục tu, tư chất của ba người họ vốn là đã phi thường, theo năm tháng, cả ba người đều đã thăng cấp thành công lên hàng ngũ cao thủ nội kinh. Về phần học viên chính Quy Hùng Vũ đã khiến Tô Thành Hải tốn rất nhiều tiền học phí để theo học, mặc dù anh ta tương đối có thực lực trong giới vệ sĩ, nhưng so với Lý Phủ Đồ và những người khác thì anh ta còn kém hơn rất nhiều, sau bao lâu vẫn chưa chạm tới ngưỡng nội kinh. Hùng Vũ đau lòng, Tô Thành Hải còn đau lòng hơn, 300 tỷ đồng học phí ông ta đã đóng không thiếu một xu, kết quả là học viên mà ông ta tập trung đào tạo lại không học được, thay vào đó cả ba dự thính sinh đều học được, điều này khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ xem bây giờ anh ta sống ở nhà họ Lâm mà nhớ có chuyện gì đám người Lý phủ đồ nhất định sẽ không nhìn thấy mà không quản bất luận kẻ nào đạt tới nội kinh đều là chuyện tốt là đệ tử đáng tự hào nhất của sư phụ sau khi Lâm Thanh Diện rời đi Lý Tam Thốn nhiễm nhiên cũng bước vào ngưỡng cửa nội kinh không lâu sau khi Lâm Thanh Diện rời đi sau khoảng thời gian dạy dỗ này mục tu đã lĩnh hội được rất nhiều điều giờ đây ông ta đã đạt tới đỉnh phong nội kinh tiểu thành đoán chừng sẽ không mất nhiều thời gian để đạt đến mức nội kinh đại thành. Với việc bổ sung thêm tên mập và dư tùng do lần này Lâm Thanh Diện mang về, số lượng cao thủ nội kinh mà nhà họ Lâm đang sở hữu đã lên tới 7. Lực lượng này có thể so sánh với trình độ của đội chấp pháp khu phố hát của nước M. Nếu tính cả Lâm Thanh Diện, thực lực của nhà họ Lâm hiện tại đã đạt đến mức kinh ngạc, dù những môn phái cổ võ tới gây sự, bọn họ cũng có thể bình tĩnh đối phó. Lâm Thanh Diện yêu cầu Dư Tùng thu xếp mọi thế lực ẩn thân giết người gần nhà cổ nhà họ Lâm. Mặc dù những sát thủ này khi gặp cao thủ nội kinh có thể sẽ không thể đánh bại được, nhưng phương pháp ẩn nấp của họ ngay cả những người có nội kinh lớn cũng không thể phát hiện ra. Như một lực lượng để phát hiện và theo dõi, họ rất hữu ích. Về phần bản thân Dư Tùng, ông ta cũng đã từ tên sát nhân giấu mặt trở thành lãnh đạo đội an ninh nhà họ Lâm, chịu trách nhiệm quản lý chung mọi vấn đề liên quan đến sự an nguy của nhà họ Lâm. Sư Tùng nói ông ta đã là thủ lĩnh của tổ chức ám sát suốt nửa đời người, đã chán cuộc sống đi trên mũi dao từ lâu. Vị trí đội trưởng đội an ninh nhà họ Lâm rất thích hợp với anh ta. Ngày thứ hai sau khi Lâm Thanh Diện trở về, Lâm Nhất Nặc được tôn tuệ Phương và bảo mẫu anh mời chăm sóc toàn thời gian. Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài thì sống trong thế giới hạnh phúc của riêng hai người. Anh vừa trở về, đương nhiên hai người phải vuốt ve an ủi một phen. Lâm Nhất Nặc cư nhiên trở thành bóng đèn. Vài ngày sau. Lâm Thanh Diện dành hết tâm trí cho gia đình. Ngày nào anh cũng dậy chạy bộ, mua rau, nấu ăn, còn hứa Bích Hoài thì đưa Lâm Nhất Nặc đi dạo trong công viên, thỉnh thoảng giải quyết công việc của nhà họ Lâm, ban đêm ăn tối với mọi người, khuya đến lại phấn chiến với hứa Bích Hoài, chưa bao giờ dừng lại. Tất nhiên, Lâm Thanh Diện cũng thắc mắc vì sao sư phụ lại có nhiều kẻ thù như vậy. Anh định tìm thời gian để gặp sư phụ mình một lần, nói với ông ấy về vấn đề này, nhân tiện hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thêm vào việc lần này anh giết một tông sư, nhà họ là có khả năng sẽ trả thù, những rắc rối của Lâm Thanh Diện vẫn còn tồn tại. Chỉ là hiện tại anh không muốn quan tâm đến chuyện này, bây giờ anh chỉ muốn ở bên hứa bích hoài vài ngày, nhân tiện tổ chức một bữa tiệc cho Lâm Nhất Nặc. Còn những chuyện khác thì phải đợi sau bữa tiệc. Sáng nay, Lâm Thanh Diện từ trong giấc ngủ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy hứa bích hoài dựa vào trong ngực mình, một tay đi nhẹ trên người anh, gương mặt cô vẫn còn vết hửng hồng của đêm qua chưa hề phai. cơ thể Hứa Bích Hoài chỉ được một lớp lụa sa tanh mỏng bao phủ, hình dáng gồ ghề của cô thấp thoáng dưới lớp lụa. Sao em dậy sớm vậy? Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài cười ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Cô nói, em muốn dậy sớm để gặp anh, không thể sao? Có vẻ như là vẫn chưa đủ. Lâm Thanh Diện thở dài. Chưa đủ gì cơ? Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện có chút nghi hoặc hỏi. Tất nhiên là phục vụ chưa đủ, xem ra sau này anh còn phải tăng cường nỗ lực hơn nữa, buổi sáng thức dậy em không có kiệt sức, hơn nữa lại còn có tâm trạng thưởng thức anh, đây không phải là phục vụ chưa đủ sao?" Lâm Thanh Diện nói. Mặt Hứa Bích Hoài đột nhiên đỏ lên, cô tức giận liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, "Đồ khốn này, ai bảo phục vụ chưa đủ chứ, tối hôm qua người ta đã suýt ngất xỉu rồi, nếu như anh tăng cường nỗ lực thì em cũng không thể gánh nổi nữa." Lâm Thanh Diện nghe Hứa Bích Hoài nói câu này một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt của anh khi đàn ông đắc ý nhất đó là khi anh ấy lắng nghe chính người phụ nữ của mình nói những câu như vậy không gánh nổi tại sao anh lại cảm thấy như em ăn chưa đủ vậy lâm thanh diện cười nói hứa bích hoài hừ một tiếng với lâm thanh diện sau đó đứng dậy khỏi giường nói được rồi mau dậy đi em đi cho nhất nặc ăn khụ khụ nhanh lên nghe được lời nói của hứa bích hoài lâm thanh diện vô thức liếm liếm môi dường như có chút dư vị. Sau khi đứng dậy, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi đến ôm nhất nặc, Lâm Thanh Diện trải qua quá trình thay tã cho đứa trẻ, cảnh tượng khá hỗn loạn. Buổi chiều, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tên mập và Lý Tam Thốn, Lâm Thanh Diện đưa họ đến phố ăn vặt nổi tiếng ở Kinh Đô, hai người họ không có nhiều trải nghiệm về sự phồn vinh của thành phố, cho nên đã luôn có một khao khát sâu sắc đối với những nơi như phố ăn vặt. Phố ăn vặt có tên là Đường Văn Sương, là tụ điểm ăn uống nổi tiếng ở Kinh Đô, vì danh tiếng tương đối lớn nên đã trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua ở Kinh Đô nên lượng khách hàng ngày rất đông. Lâm Thanh Diện nhớ tới khi còn bé, anh đặc biệt thích ăn một quán ăn cổ ở phố này, cho nên anh đã đưa tên Mập và Lý Tam Thốn đến quán ăn này. Ba người họ tìm một cái bàn ngồi xuống, Lâm Thanh Diện gọi tất cả các món ăn ngon trong cửa hàng, sau đó gọi vài chai bia ăn cùng với họ. Tên Mập vừa nhìn thấy đồ ăn thì lập tức lộ nguyên hình mất hết sức kiềm chế của một cao thủ có nội kình tiểu thành ngấu nghiến đồ ăn ở trên bàn lý tam thốn cũng không thể nhịn được nữa anh ta không lịch sự chút nào thấy cái gì ăn cái đó miệng ứa ra mỡ hai người ăn từ từ thôi nếu không đủ thì gọi thêm đừng để tự dưng bị nghẹn đấy lâm thanh diện mỉm cười ngồi ở bàn bên cạnh lâm thanh diện và bọn họ là một đám người phục trang đẹp đẽ những người này trông không giống người địa phương ở kinh đô nhưng từ thần thái và cử chỉ của họ có thể thấy những người này nhất định không tầm thường. Trong số những người này có một cô gái thấy cách tên Mập và Lý Tam Thốn ăn thì ngay lập tức tỏ thái độ khinh thường. Thật là một lũ nhà quê, chẳng lẽ kiếp trước bọn họ chết đói hay sao? Ăn té ngã heo, kinh tởm. Chương 748, đừng so đo với chó. Giọng nói của cô gái không che giấu bất cứ điều gì, Lâm Thanh Diện và ba người họ đều nghe thấy rõ ràng, sau khi tên Mập và Lý Tam Thốn nghe thấy lập tức dừng lại, quay đầu nhìn sang một bên. Ngồi xung quanh cô gái là một vài thanh niên, lúc này họ đều nhìn Lâm Thanh Diện và ba người với vẻ mỉa mai, không cảm thấy những gì cô gái nói có gì sai. Làm sao, chúng tôi ăn gì thì liên quan đến các người à? Tên mập đáp thẳng, là một người đã sống trong nhà tù thứ năm quá lâu, tính tình của anh ta đoán chừng cũng chỉ ngoan ngoãn một chút trước mặt Lâm Thanh Diện. Bây giờ anh đã ra khỏi nhà tù thứ năm, đối mặt với một số người thường, nếu không phải không muốn gây ra rắc rối, anh ta có thể đã trực tiếp tát cô gái. Trướng mắt tôi, làm sao nói anh hai câu cũng không được à? Tôi không trực tiếp đuổi anh ra ngoài là đã tốt lắm rồi, đồ con lợn. Cô gái thở ơ nói, tên mập trực tiếp vỗ bàn, đứng dậy mắng cô gái, mẹ nó, cô mắng ai là đồ con lợn đấy? Mắng anh đấy, thì sao? Anh không phục, bản cô nương không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ còn sợ anh à? cô gái không hề tỏ ra yếu thế mà quát thẳng vào mặt tên mập. Lúc này những người đàn ông ngồi cùng bàn với cô gái đứng dậy, thậm chí có người còn khoe cơ bắp với tên mập, trên mặt lộ ra vẻ khiêu khích. Lại còn khoe cơ bắp, làm sao, chẳng lẽ các anh nghĩ chỉ dựa vào các anh có thể đánh bại anh ấy sao? Thật là nực cười, Lý Tam Thốn nhìn chằm chằm vào một bàn người kia, nói một câu bông đùa. Có muốn thử không, một người đàn ông chừng mắt nhìn tên mập và Lý Tam Thốn, hét lên. Tên mập chuẩn bị ra tay chống lại bọn không biết tốt xấu này, tên mập không thể hiện sức mạnh của mình thì ai cũng nghĩ anh ta là một con mèo bệnh nhỉ. Trong ngục thứ năm, anh ta không thể khiêu khích người khác, chỉ có thể ẩn nấp, chẳng lẽ sau khi ra ngoài, anh ta cũng không thể trêu vào mấy tên hạ nhân này sao? Tên mập, lúc này Lâm Thanh Diện gọi tên mập, tên mập quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, thấy Lâm Thanh Diện ra hiệu ngồi xuống, lúc này mới trực tiếp không làm gì cả. Chó thích sủa người, sau đo với chó thì trông thật ngu ngốc cậu ngồi ăn đi lâm thanh diện nói anh kêu ai là chó có phải ba người các anh đang tìm cái chết không cô gái ngay lập tức hét vào mặt lâm thanh diện một cách dữ dội tôi mắng chó làm sao chẳng lẽ cô muốn nói cô là chó sao lâm thanh diện hỏi ngược lại lần này cô gái trả lời cũng không được không trả lời cũng không được vẻ mặt tức giận sư huynh các anh quản ba tên nhà quê này đi bọn họ thật là kiêu ngạo cô gái không còn cách nào khác là nhờ vài người đàn ông giúp đỡ. Một trong số ít những người đàn ông dẫn đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diệt, lạnh lùng nói, nếu như ba người các anh không muốn gây chuyện thì đến xin lỗi em gái tôi ngay lập tức, nếu không đừng trách chúng tôi vô lễ. Đừng ở đây không biết tốt xấu, nếu như các anh còn lãng phí thời gian nữa, tôi hứa các anh sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm người đàn ông, trong mắt hiện lên một tia sát ý một khí thế vô hình nổi lên từ lâm thanh diện nhiệt độ trong toàn bộ quán ăn dường như giảm xuống vài độ cô gái và người đàn ông đều kinh ngạc không ngờ lâm thanh diện không làm gì khác ngoài một ánh mắt đã khiến cho trong lòng bọn họ có chút sợ hãi lúc này chủ quán ăn đi tới lo lắng nhìn bọn họ rồi nói xin các cậu thương xót buôn bán nhỏ lẻ không dễ nếu như các cậu đánh nhau thì tôi sẽ không làm ăn gì được đâu xin các cậu bình tĩnh cô gái liếc nhìn ông chủ nói, nếu như vậy, chúng ta không chấp nhận với bọn họ, đây là tiền cho bữa ăn này, không cần thối. Các anh, đi thôi, khỏi phải nhìn những thứ kinh tởm làm bực bội. Cô gái trực tiếp cầm lấy một sấp giấy bạc vỗ lên bàn, chừng mắt nhìn ba người lâm thanh diệt, xoay người đi về phía bên ngoài quán ăn. Những người đàn ông đó không tiếp tục rằng co, không biết họ thực sự quan tâm đến chủ quán ăn hay đang sợ hãi vì khí thế trên người lâm thanh diệt. Đúng là một nhóm vô pháp vô thiên mà, lão đại, vừa rồi nếu anh không ngăn tôi, tôi đã đánh gãy chân của bọn họ. Tên mập ngồi xuống nói một câu. Đúng vậy, lão đại, những người này là ai mà lại kiêu ngạo như vậy, chúng ta ăn thế nào cũng quản. Lý Tam Thốn cũng bè theo. Được rồi, ăn nhanh lên, ở Kinh Đô có rất nhiều người giàu có và quyền lực, còn cái họ nói chung đều là kiêu ngạo với thích gây chuyện, gặp phải loại người này thì cứ kệ họ đi, nếu các anh rằng co với họ, các anh sẽ trở nên giống như họ. Lâm Thanh Diện, Sư Huynh, anh không trở thành chiết gia đúng là tiếc thật." Lý Tam thốn cười nói. Lâm Thanh diện trợn mắt nhìn anh ta, không nói gì nữa. Bên ngoài quán ăn, sau khi cô gái và một vài người đàn ông đi ra ngoài, tất cả đều cảm thấy áp lực vô hình trên người biến mất trong tích tắc. Bọn họ thật đúng là một lũ không biết tốt xấu, nếu như không vì mặt mũi của chủ quán ăn thì tôi đã hung hăng thu thập họ rồi, họ ăn nhìn giống như lợn vậy, lại còn chê tôi nói họ." Cô gái tức giận nói. Được rồi, đừng bận tâm tới những tên nhà quê đó nữa. Cứ nhìn dáng vẻ họ ăn là biết mà, họ chắc là của những người nghèo. Nếu ăn một bữa như vậy, họ có thể phải tiết kiệm suốt bao lâu, ăn như thế cũng là hợp lý thôi. Một trong những người đàn ông dẫn đầu nói một câu. Đúng vậy, người nghèo thì sao? Họ nghèo cũng không phải lỗi của tôi. Đối với loại người như này, chết dí trong cảnh nghèo cũng đáng. Cô gái thở ơ nói lần này chúng ta tới đây dự tiệc của con gái nhà họ lâm ở kinh đô tốt nhất nên tránh một vài chuyện nếu không sẽ lại bị cha mắng nhất là tiểu ninh em đấy cả ngày chỉ biết gây phiền phức cho anh người đàn ông nói một câu cô gái ngay lập tức làm mặt quỷ với anh những người này là những người đến tham dự đại tiệc nhà họ lâm từ thành phố bình tân gần với kinh đô một số người trong số họ đến từ nhà long đầu thương nghiệp của thành phố bình tân nhà họ vu một số người trong số họ là con của Vu Trung Bình, gia chủ nhà họ Vu. Cùng cha khác mẹ, người đứng đầu là con trai cả của Vu Trung Bình, tên là Vu Văn Đào, cô gái tên là Vu Hữu Ninh, cô là con gái út trong nhà. Nghe nói gia chủ nhà họ Lâm chỉ mới ngoài 20. Anh ấy hẳn là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, em rất là nóng lòng được gặp anh ấy. Vu Hữu Ninh phấn khích nói. Em gái, Lâm gia chủ người ta có con rồi, biểu hiện của em là sao đây? một trong những người anh của Vu Hữu Ninh mỉm cười nói một câu. Vu Hữu Ninh ngay lập tức ngẩng đầu lên với anh, nói có con thì sao, em nói một chút thì không được à. Được rồi, đừng rộn ràng nữa, ở đằng trước có một trung tâm thể dục, chúng ta đến đó xem thử đi, gần đây tụi anh đang luyện cơ bắp, cho em xem nhé. Vu Văn Đào nói. Sau khi ba người Lâm Thanh Diện dùng bữa xong bước ra khỏi quán ăn, tên mập hài lòng ở một cái, hỏi tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu. Lý Tam Thốn nhìn quanh, nói: "Bên kia có một trung tâm thể dục. Tôi chưa bao giờ đến đó. Chúng ta đi xem những người tập thể dục đi, xem có gì khác với những người tập võ của chúng ta không." Chương 749, tên mập nhanh nhẹn. Cửa phòng gym. Nhóm ba người Lâm Thanh Diện đến bên này, hai người tên mập và Lý Tam Thốn nhìn chằm chằm vào cửa kính thủy tinh của phòng gym, đều có chút bùi ngùi. Nhìn người ta mà xem, tập thể hình thoải mái thế này, nào có như chúng ta? phải sống trong núi khổ cực thế nào, đúng là khác biệt quá lớn mà." Lý Tam Thốn nói. "Thoải mái hay không cũng không sao cả, chủ yếu là ở đây có nhiều gái đẹp quá, cậu nhìn những cô gái kia xem, ngực to mông cong thân hình chữ S, tôi cũng muốn đi tập thể hình với bọn họ." Tên mập lộ ra vẻ mặt đầy vẻ dung tục nói. Lâm Thanh diện trừng mắt với hai người bên cạnh, "Bên dưới này không có gì đáng xem cả, tôi nhớ ở trên tầng cao nhất có kickboxing, đến đó xem đi." Nói xong, anh liền đi về phía thang máy. Tên Mập và Lý Tam Thốn đều lưu luyến nhìn chằm chằm những cô gái xinh đẹp kia, vô cùng không cam tớ mà đi theo Lâm Thanh Diệt. Ở tầng cao nhất, một đám những thanh niên trẻ tuổi yêu thích thể hình lúc này đang vây trước võ đài kickboxing, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn lên trên võ đài, nhìn người con trai đang khoe cơ bắp của mình. Người con trai này không phải ai khác mà chính là Vu Văn Đào, lúc này dưới chân anh ta là một cậu nhóc chen người đầy cơ bắp đang nằm trên đất, Mặt mũi bầm dập, chỉ vừa lúc nãy Vu Văn Đào và người con trai này đã thi đấu với nhau, Vu Văn Đào giành chiến thắng. "Anh, anh đúng là ngầu quá đi, anh đúng là niềm tự hào của nhà họ Vu chúng ta." Trên mặt Vu Hữu Ninh đầy hưng phấn vừa nhìn Vu Văn Đào ở trên võ đài vừa hét lên câu này. Vu Văn Đào đắc ý ngẩng đầu lên, hiển nhiên cũng rất hài lòng với biểu hiện khi nãy của mình. "Còn có ai muốn lên đây đấu với tôi không, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón." Vu Văn Đào cười nói. Mọi người phía dưới đều đồng loạt lắc đầu, người bị Vu Văn Đào đánh gục kia cũng ảo não xuống khỏi võ đài không dám tiếp tục so tài với Vu Văn Đào nữa. Lúc này ba người Lâm Thanh Diện cũng đến đây, sau khi nhìn thấy Vu Văn Đào đứng trên võ đài, tên Mập và Lý Tam Thốn cũng đều ngây ra. Hôm nay là ngày đen đủi gì vậy, sao đi đến đâu cũng đụng phải mấy thằng nhãi này. Tên Mập lẩm bẩm. Lúc này Vu Văn Đào cũng chú ý đến ba người Lâm Thanh Diện, sắc mặt cũng ngây ra, mấy người vu hữu ninh thuận theo ánh mắt của vu văn đào nhìn sang sau khi nhìn thấy lâm thanh diện thì sắc mặt cũng trầm xuống vu hữu ninh đảo mắt sau đó đi về hướng nhóm người lâm thanh diện dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ba người họ nói ba người các người không phải là biến thái đó chứ lại còn dám theo dõi chúng tôi các người muốn làm gì lý tam thốn bỗng chốc có chút không phục lên tiếng nói nói thế nào nhỉ cô xấu xí như vậy chúng tôi theo dõi cô làm gì đừng mặt dày ở đây nữa Phu Hữu Ninh trong phút chốc liền nổi nóng, là một cô gái, điều không nhẫn nhịn được nhất chính là bị người khác chê xấu. Thằng nhà quê đáng chết nhà anh, lại dám nói tôi xấu, anh không muốn sống nữa đúng không? Phu Hữu Ninh hét lớn. Tên mập cười lạnh nhìn cô, nói, sao nào, bây giờ đến sự thật cũng không cho nói à? Phu Hữu Ninh siết chặt hai nắm tay, trong ánh mắt nhìn về phía ba người lâm thanh diện đầy sự gian ác. Phu Văn Đào ở trên võ đài nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cũng lạnh xuống, anh ta nhìn chầm chầm ba người Lâm Thanh Diệt, sau đó lên tiếng, nếu như ba người các cậu đã khoa trương như vậy, không biết có dám dùng phương thức giữa những người đàn ông để giải quyết vấn đề không? Tôi ở trên võ đài, các người ai dám lên đây đấu với tôi một trận? Phu Hữu Ninh nghe thấy lời này của Vu Văn Đào, mắt bỗng sáng lên, lập tức nói, dựa vào ba người nhát gan đó chắc chắn không dám đánh với anh tôi, không chừng đợi chút nữa sẽ sợ đến tẻ ra quần ấy chứ. Tên mập hừ lạnh một tiếng, lập tức đi về phía võ đài, hôm nay không dạy bảo các người một chút, các người còn thát sự coi mình giỏi lắm. Lâm thanh diện thấy tên mập muốn đi lên, nhưng lại không ngăn lại mà lại lên tiếng, chơi đùa chút là được, đừng để xảy ra án mạng. Tên mập cười nhếch mép, đại ca yên tâm đi, em biết chừng mực mà. Vu Văn Đào nhìn thấy tên mập muốn lên võ đài đánh với anh ta, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh, ở trong mắt anh ta thì trong ba người, người dễ dàng giải quyết nhất chính là tên mập. Trong lúc chiến đấu, thể hình của tên mập sẽ trở thành phiền toái lớn nhất, anh ta chỉ cần phất nhẹ tay ra thôi là đã có thể làm cho tên mập này xoay vòng vòng rồi. Tên mập lên trên võ đài, Phu Văn Đào cười lạnh nhìn anh ta, đừng tưởng rằng anh ra giày bị đánh sẽ không đau, nắm đấm này của tôi đến cả bình thủy tinh cũng có thể đấm vỡ đó. Tên mập cười ha ha, vậy cậu đúng là giỏi quá, chỉ có điều. Cậu chắc chắn nắm đấm của cậu có thể chạm đến người tôi à? Đám người dưới võ đài lúc đó đều thấy được sự tài giỏi của Vu Văn Đào, bây giờ thấy tên mập muốn đánh với Vu Văn Đào thì cũng không đánh giá cao tên mập. Tên mập này thể hình không nhỏ, nhưng người ta lại cũng khá nhanh nhẹn, lúc đó thân thủ được thể hiện ra có thể nói là khá tốc độ, tên mập này sợ là chỉ có thể làm mục tiêu sống thôi. Quan tâm anh ta làm gì, dù gì người bị đánh cũng không phải tôi, nhìn tên mập đó bị đánh càng thú vị hơn anh, đánh chết tên nhà quê đó đi, thay em gái anh chút cục tức này đi. Vu Văn Đào không tiếp tục phí lời với tên mập nữa, tê tê ực tiếp bày ra một tư thế của kickboxing, sau đó chuyển động tiến lên đánh về phía trước. Tên mập đứng ở chỗ cũng không động đậy, anh ta dù gì cũng là cao thủ bên trong, mặc dù cũng không là gì trong mục tối số 5, nhưng trước mặt người thường thì anh ta lại là cao thủ võ lâm, kickboxing gì đó, tê quân do, võ nhật bản gì đó ở trước mặt anh ta thì toàn bộ đều là võ mèo cao nắm đấm của vu văn đào trong lúc sắp chạm đến mặt của tên mập thì tên mập liền nhanh chóng nhấc tay bóp chặt cổ tay anh ta lại tiếp đó dùng sức vặn khiến vu văn đào hướng về phía trên võ đài nếu không phải có lưới chắn thì sợ là vu văn đào sẽ bay thẳng ra ngoài mất mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc không ngờ tên mập nhìn như quả bóng tròn kia lại linh hoạt nhanh nhẹn đến vậy Phu Văn Đào cũng không ngờ bản thân mình vừa xông lên đã bị tên mập đánh một quyền làm ngây ra như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra chút tức giận, gào lên sông về phía tên mập. Tên mập không hề coi cuộc chiến này là một trò chơi, Phu Văn Đào mặc dù nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng vốn không thể chạm đến người của tên mập. 5 phút trôi qua, Phu Văn Đào đã thở hổn hển, nhưng từ đầu đến cuối, đến một sợi tóc của tên mập cũng chưa chạm vào được. Nhóc con, có phải rất lo lắng không, đến tóc của tôi cũng không chạm vào được. Nắm đấm của cậu cho dù có thể đấm vỡ thủy tinh thì đã sao nào. Tên mập cười nói. Vu văn đào âm thầm mắng một tiếng, cắn răng sông về phía tên mập một lần nữa. Tên mập cảm thấy cũng đủ rồi. Trong lúc vu văn đào sông đến thì một tay đặt thẳng lên trên bụng cậu ta, tay còn lại nắm lấy cổ cậu ta, quay vòng 360 độ khiến tên đó ngã trên mặt đất. Ăn thử cái mông của ông nội cậu xem thử thế nào nhá. Tên mập cười nói một câu sau đó trực tiếp đặt mông ngồi lên trên mặt của Vu Văn Đào. chương 750, mời khách. Dưới võ đài, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn tên mập ngồi lên trên mặt của Vu Văn Đào, trong chớp mắt tất cả đều phải hít một ngụm khí lạnh. Với thể hình này của tên mập, ngồi xuống trên người của người khác, nếu sức khỏe hơi yếu chút thì không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Vu Hữu Ninh nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa đã thét lên, trợn mắt nhìn chằm chằm vào tên mập hét, tên mập đáng chết, anh đứng ngay lên cho tôi, cái đồ hạ lưu vô sỉ nhà anh, lại còn dùng chiêu thức không cần mặt mũi này, anh còn là con người không? Tên mập ngồi trên mặt của Vu Văn Đào, nhưng đầu nhìn về phía Vu Hữu Ninh, cười hi hi nói, đây không phải là kickboxing sao, chiêu thức này của tôi sao nào? Vu Hữu Ninh tức giận dậm chân chỉ thiếu nước sông lên đánh nhau với tên mập này một trận thôi, nhưng mà đương nhiên thì cô ta không có lá gan này. Vu Văn Đào sau khi bị tên mập ngồi lên mặt thì cơ thể bắt đầu dẫy dụa một cách kịch liệt nhìn đám người dưới võ đài đều đang cười ầm lên. Chừng nửa phút sau, tên mập mới xê ra từ chỗ túi áo ngực của Vu Văn Đào, anh ta không hề có ý định ngồi đè lên Vu Văn Đào đến chết, nhiều nhất cũng chỉ là cho tên nhóc con này một bài học thôi. Lúc này gương mặt của Vu Văn Đào do kìm nén đã đỏ ửng cả lên, gân xanh nổi lên, nếu không phải cậu ta có tố chất thân thể và tập luyện rất mạnh thì đã bị mông của tên mập đó chèn ép đến nghẹt thở rồi cậu ta nhanh chóng bỏ từ dưới đất lên, hít thở dồn dập. Vu Hữu Ninh và mấy người đàn ông khác thấy vậy nhanh chóng đầy sông lên phía trên võ đài. Anh, ba bao đất bầy đúng là ức hiếp người quá đáng, em bây giờ sẽ gọi điện thoại cho ba, lần này chúng ta đến là để tham gia yến hội nhà họ Lâm đó, xảy ra chuyện như vậy, khiến người nhà họ Lâm chắc chắn sẽ xử lý họ. Vu Hữu Ninh hùng hổ nói. Vu Văn Đào lập tức khoát tay nói, không cần, anh có cách khiến bọn họ hối hận, loại chuyện này, không cần ba can thiệp vào. Nói xong, Vu Văn Đào hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía ba người Lâm Thanh Diện. Cậu ta từ trên võ đài đi xuống, đi đến trước mặt ba người. Tên mập cười nhìn cậu ta hỏi, sao nào, mông của ông nội mập nhà mày ăn ngon chứ? Biểu cảm trên mặt Vu Văn Đào thay đổi trong nháy mắt, có điều rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Thực lực của anh đây quả nhiên mạnh mẽ, quả thực là tôi quá kiêu ngạo rồi. Tên mập thấy Vu Văn Đào thế mà lại thừa nhận, lập tức bĩu môi, cảm thấy rất nhàm chán. Vu Văn Đào nhìn về phía Lâm Thanh Diện nói, nếu như đoán không nhầm, anh chắc là đại ca của hai người họ, chuyện hôm nay quả thực có chút hiểu lầm mới tạo nên tình huống của chúng ta bây giờ. Vừa nãy tôi cũng nghĩ lại rồi, chuyện ngày hôm nay quả thực là do em gái tôi không biết lớn nhỏ, mồm miệng không cẩn thận mà tạo thành, tôi thực lòng xin lỗi vì điều này cho nên có thể mong ba anh nể mặt. Hôm nay để tôi làm chủ mời ba người nhậu một chấu, cũng coi như bày tỏ lời xin lỗi của tôi, thế nào? Anh, anh làm gì vậy? Chúng ta tại sao lại phải mời ba người nhà quê này uống rượu? Chúng ta còn chưa tính sổ rõ ràng với họ nữa mà, bọn họ mà cũng xứng để chúng ta mời sao? Vu Hữu Ninh nhất thời lộ ra sắc mặt không hiểu hét lên. Vu Văn Đào nghiêng đầu nhìn về phía Vu Hữu Ninh ra hiệu bằng ánh mắt cho cô ta, sau đó nói, em gái, chuyện này vốn là do em không đúng, em còn ở đây mà già mồm áp đặt lẽ phải hả, chúng ta phải nhận lỗi với họ là phải rồi, chuyện này em không cần quan tâm nữa. Vu Hữu Ninh nhìn thấy ánh mắt kia của Vu Văn Đào, lập tức hiểu ý của anh ta liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Tên mập vốn muốn từ chối thẳng bọn họ nhưng sau khi nghe được lời này của Vu Hữu Ninh, trong lòng đột nhiên không thoải mái, trong đầu nghĩ cô ta không muốn mời thì hôm nay lại cứ bắt cô mời đấy, xem cô ta làm thế nào. Được thôi, nếu như các người đã muốn mời vậy chúng tôi cũng không làm khách nữa, có điều tôi nói trước nhé, nơi có cấp bậc quá thấp, chúng tôi không đi đâu." Tên mập nói một câu, lại có thể uống rượu miễn phí thì liền hung hăng chỉnh bọn họ một phen. Lý Tam Thốn cũng phụ họa theo anh ta một câu, được người khác mời, cậu ta đương nhiên không ý kiến gì. Trong lòng Lâm Thanh Diện nghĩ dù gì hôm nay cũng không có việc gì, nếu như tên mập và Lý Tam Thốn đã muốn đi, vậy thì nghe theo họ đi, cho nên không nói gì cả. Được, nếu đã như vậy thì chúng ta quyết định vậy nhé. Tôi biết gần đây có một quán ba cao cấp tên là Hoài Thiên, chỉ bằng chúng ta hôm nay đến đó đi. Vu Văn Đào cười nói. Vậy còn nói nhiều làm gì nữa, nhanh chóng đi thôi. Tên mập quay người đi ra bên ngoài. Lý Tam Thốn và Lâm Thanh Diện cũng đi theo. Vu Văn Đào nhìn thấy ba người đi ra bên ngoài, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Đừng tưởng rằng tôi đánh không lại các người thì sẽ không có cách xử lý các người, ba tên nhà quê, tự tính là cả gia sản của ba nhà cộng lại cũng không vượt quá được 600.000, với bộ dạng này của các người cũng muốn đến quán ba cao cấp, xem tôi chút nữa dạy dỗ các người thế nào." Vu Văn Đào lẩm bẩm trong lòng, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Cửa quán ba Hoài Thiên. Lâm Thanh Diện nhìn biển hiệu của quán ba này một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười. Dưới góc phải của biển hiệu của quán ba, có một ký hiệu rất nhỏ, đó chính là thương hiệu của nhà họ Lâm. Điều này cũng có nghĩa là quán Ba Hoài Thiên này là do nhà họ Lâm mở. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng mang máng nhớ lại, sau khi mình tiếp quản lại nhà họ Lâm, vì lấy lòng hứa Bích Hoài, đặc biệt nhờ ông đồ đặt tên cho các sản nghiệp đều mang chữ Hoài này, bây giờ xem ra, quán Ba Hoài Thiên này là một trong số đó. "Sếp, anh nhìn gì vậy?" tên mập ở bên cạnh hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, "Không có gì, đi thôi." Mấy người cùng đi vào phía trong. Vu Văn Đào đi sau cùng, sau khi nhìn thấy người phục vụ, liền nói cho chúng tôi một phòng bao có thủy tinh bao quanh, phải là loại kiểu cách đẹp nhất ấy. Người phục vụ sau khi nghe được, ngây ra một chút, hỏi anh à, anh chắc chắn muốn loại phòng bao bằng thủy tinh cao cấp nhất chứ? Chỉ tính phí ghế lô thôi cũng là 264 triệu một giờ đó. Tên mập và lý tâm thốn nghe thấy giá mà phục vụ nói ra đều trợn tròn mắt. Trời ơi, một tiếng 264 triệu, đây chỉ là tiền phòng bao thôi, còn chưa tính tiền rượu. đây rõ ràng là cướp tiền mà. Lý Tam Thốn chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống phung phí của người có tiền nên bàng hoàng thốt lên một câu. Vu Văn Đào thấy phản ứng của anh ta trên mặt cũng lộ ra một nụ cười đắc ý, nói với người phục vụ đúng vậy, phải là phòng bao cao cấp nhất. tên mập vốn còn muốn nói gì đó, có điều nghĩ đến hôm nay do Vu Văn Đào mời, anh ta vốn muốn chỉnh tên nhóc này một trận cho nên không nói nữa. Phu Hữu Ninh nhìn dáng vẻ chưa thấy sự đời của Lý Tam Thốn và tên mập, lập tức bĩu môi, nhỏ giọng lầm bẩm quả nhiên là tên nhà quê từ quê lên, phòng bao 264 triệu cũng có thể làm cho kinh ngạc đến như vậy, đợi chút nữa nhìn đến giá rượu, sợ là sẽ tái phát bệnh tim mất. Người phục vụ không do dự nữa, nhanh chóng dẫn đoàn người đi đến phía phòng bao thủy tinh kia. Audio điện tử võ tấn bền chương 751, có tiền thật tốt. Thứ gọi là gian phòng kính trong suốt, thực ra chính là bản nâng cấp của ghế đôi, xung quanh nơi đây đều được bao quanh bởi kính chất liệu đặc biệt, tác dụng chủ yếu là muốn ngăn người khác làm phiền. Hơn nữa nếu như cần, trên kính có một nút bấm, bấm một cái, bên ngoài sẽ không thể nhìn rõ được tình hình bên trong, vô cùng phù hợp với các ông lớn dẫn theo tình nhân vào trong đó. Sau khi mấy người lâm thanh diện vào trong gian phòng, ngồi lên sofa, trước khi vu văn đào bước vào, đã gọi mấy người vu hữu ninh xuống, nói với bọn họ mấy câu. Sau khi nghe xong, gương mặt mấy người Vu Hữu Ninh đều lộ ra nụ cười nham hiểm, những sự bất mãn lúc trước đều đã tan biến cả rồi. Tiếp đó bọn họ bước vào gian phòng kính trong suốt, sau khi ngồi xuống, Vu Văn Đào lên tiếng nói, "Hôm nay tôi mời khách, các anh không cần khách sáo, muốn uống gì thì cứ gọi thoải mái, đừng sợ đắt, chút tiền này tôi không để ý đâu. Phải đó, việc hôm nay đều là lỗi của tôi, đây là chúng tôi đền bù cho các anh." các anh cứ gọi thoải mái đi, càng nhiều càng tốt, như vậy mới thể hiện được thành ý của chúng tôi. Phu Hữu Ninh cũng tiếp lời một câu. Lâm Thanh Diện liếc cô ta, cứ cảm thấy có điểm nào đó không đúng lắm, nhưng mà quán ba này là của nhà họ Lâm, cho dù bọn họ muốn dở trò gì, Lâm Thanh Diện cũng không sợ. Lúc này nhân viên đưa menu các loại rượu qua, hai người ông Mập và Lý Tam Thốn nhìn qua giá cả của rượu ở phía trên, lập tức mắt chữ A mồm chữ O. Đệt mợ, Rượu ở đây sao lại đắt thế chứ, anh chắc chắn để chúng tôi gọi thoải mái chứ. Ông mập mở miệng hỏi một câu. Không sai, gọi thoải mái, dù sao cũng là tôi mời khách, anh sợ gì chứ. Vu Văn Đào đáp lời. Vậy chúng tôi thật sự không khách sáo nữa đâu, đến lúc xem hóa đơn, anh đừng khóc đấy. Lý Tam Thốn mở miệng nói một câu. Vu Văn Đào cười mà không nói, trong mắt lóe lên một tia diễu cợt. Ông Mập và Lý Tam Thốn đều không do dự thêm nữa, nếu đã là tiêu tốn một bữa vu văn đào, vậy nhất định phải xuống tay ác một chút, cho nên hai người trực tiếp gọi hết một lượt những loại rượu đắt nhất trên menu. Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh nhìn tốc độ gọi rượu của hai người họ, không những hoảng hốt, ngược lại là cười càng vui. Không bao lâu, phục vụ đã đưa hết những loại rượu mà họ gọi lên, một đám người lập tức uống, Vu Văn Đào và nhóm người bắt đầu lần lượt kính rượu tạ lỗi với ông Mập và Lý Tam Thốn, giống như sợ họ uống ít vậy. Lâm Thanh Diện cũng uống tượng trưng một chút, không phải là anh không muốn uống, chỉ là vì gia giáo khá là nghiêm, hứa Bích Hoài không muốn để Lâm Nhất Nặc tiếp xúc với một Lâm Thanh Diện say túy lúy. Qua ba tuần rượu, Phu Văn Đào cảm thấy có hơi không đủ rượu, thế là lại gọi thêm một đợt nữa, ông Mập và Lý Tam Thốn đã uống đến đầu quay mỏng mòng, Phu Hữu Ninh ở bên cạnh thấy thế thì cười lạnh, trong lòng nghĩ lát nữa chỉ có mấy người khóc thôi. Qua rất lâu nữa, Phu Văn Đào đứng dậy, nói mình đi vệ sinh, anh ta vừa ra ngoài chưa lâu, Vu Hữu Ninh cũng đứng dậy nói mình đi vệ sinh. Rất nhanh, mấy người đàn ông cùng đến với Vu Văn Đào nào thì đi gọi điện thoại, nào thì đi vệ sinh, đều đi ra từ gian phòng, chỉ còn lại ba người lâm thanh diện. Ông Mập và Lý Tam Thốn chẳng chút nghi ngờ, tiếp tục uống rượu. Lâm Thanh Diện phát hiện ra đám người Vu Văn Đào có điểm bất thường, trong lòng cũng đoán được họ muốn làm gì, gương mặt lộ ra một nụ cười, lắc đầu. Sau khi mấy người vu văn đào đi ra từ gian phòng, rất nhanh đã tụ họp với nhau, họ đều cười vui sướng liếc về phía gian phòng kính đó, trong ánh mắt mang theo một tia mong chờ. Ba tên đần này, còn thật sự tưởng rằng chúng ta sẽ thanh toán cho chúng, anh, anh nghĩ ra được cách này đúng là giỏi, ba tên quê mùa như chúng, vốn chẳng có bao nhiêu tiền, bây giờ chúng ta đi rồi, tất cả những phí tổn trong gian phòng này, chúng không lấy trả được tiền, người của quán ba chắc chắn sẽ không tha cho chúng. Phu Hữu Ninh cười nói. Gương mặt Vu Văn Đào cũng lộ ra một nụ cười lạnh, mở miệng nói, tên mập chết tiệt đó dám dùng mông ngồi lên mặt tao, tao làm sao có thể thật sự bồi thường xin lỗi chúng chứ, lần này không chơi chết chúng, thì ông đây không mang họ Vu rồi. Lúc này người phục vụ đó lại từ bên này ngang qua, Vu Văn Đào ngăn lại, nói chúng tôi có chút việc, đi trước đây, tất cả phí tổn trong gian phòng, do ba người kia trả. Người phục vụ nhìn về gian phòng kia một cái, nhìn thấy trong đó vẫn còn người, bèn gật đầu, chúng ta đi thôi, Vu Văn Đào đưa mấy người Vu Hữu Ninh đi ra ngoài quán ba. Chẳng bao lâu, người phục vụ cầm hóa đơn bước vào gian phòng kính trong suốt, nói với ba người Lâm Thanh Diện, ba vị, vì để tránh lát nữa các vị uống say, cho nên vẫn là thanh toán hóa đơn trước đi. Ông Mập lập tức trừng mắt, nói là được người ta mời chúng tôi qua đây, nếu như các cậu muốn thanh toán thì tìm họ chứ. Nhưng mà mấy vị vừa rồi nói họ có việc, đã đi mất rồi, Nói là hóa đơn ở đây do các ngài thanh toán. Lúc này ông Mập và Lý Tam Thốn mới ý thức được rằng đám người Vu Văn Đào đã ra ngoài rất lâu rồi, trong lòng cũng ý thức được họ đã bị Vu Văn Đào chơi xỏ rồi. Đám cháu nội đáng chết này, lại dám chơi xỏ chúng ta, mẹ nó, bây giờ tôi lập tức đi tìm chúng để tính sổ. Ông Mập đứng thẳng dậy, muốn xông ra ngoài tìm đám Vu Văn Đào. Quý khách, vẫn mong ngài thanh toán trước rồi hẵng đi. Người phục vụ lập tức cản anh ta lại. Ông Mập tức giận đùng đùng, hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền. Thêm cả phí dùng gian phòng, tổng cộng là 1 tỷ 406 triệu 100 nghìn, bởi vì chi phí của ngài khá nhiều, cho nên chúng tôi giảm bớt số lẻ đi cho ngài, tổng cộng 1 tỷ 404 triệu là được rồi. Người phục vụ lấy ra một tờ hóa đơn, đưa cho ông Mập. Cái gì, hơn 1 tỷ, chúng tôi chỉ uống có mấy chai rượu, cậu lại đòi chúng tôi hơn 1 tỷ, các cậu đây là bẫy người ta à? Ông Mập kêu lên kinh hãi quý khách, rượu của chúng tôi đều niêm yết rõ giá cả, nếu như cảm thấy đắt thì ngài có thể không gọi, nhưng mà ngài đã uống xong rồi, cho nên chúng tôi thu phí ngài là hợp pháp cả. Người phục vụ trả lời, mẹ nó, đám nhóc chết tiệt này, lại bị chúng nó chơi cho một vố, hơn một tỷ, phải làm sao đây? Ông Mập quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lý Tam Thốn cũng nhìn về phía Lâm Thanh Diện, hai người họ đều chẳng có bao tiền, tình huống này, chỉ có thể tìm Lâm Thanh Diện để giải quyết thôi. Lâm Thanh Diện cầm cốc rượu trên bàn lên uống một ngụm, cười nói, đi tìm giám đốc của các cậu đến đây đi. Người phục vụ cũng không nói gì, biết kiểu tình huống này, để giám đốc qua xử lý thì tốt hơn, cho nên bèn quay người ra khỏi gian phòng. "Lão đại, đám nhóc này quá gian xảo, thật là tức chết em rồi, bây giờ muốn tìm chúng cũng không tìm được nữa." Ông mập khó chịu ra mặt. "Yên tâm đi, sẽ còn gặp lại mà." Lâm Thanh Diện nói. "Làm sao anh biết?" Ông Mập và Lý Tam Thốn đều ngờ vực nhìn Lâm Thanh Diện. Lúc nãy uống rượu nghe họ nói, họ đến kinh đô, chắc là phải tham gia bữa tiệc của nạc nặc. Lâm Thanh Diện nói, hai người lập tức hiểu chuyện là thế nào. Vậy hơn một tỷ này chúng ta thanh toán thế nào đây? Bán em đi cũng không đáng nhiều tiền như thế. Ông Mập còn chưa rõ chủ cột của nhà họ Lâm Lâm Thanh Diện rốt cuộc có tiền đến mức nào. Không cần thanh toán, lát nữa giám đốc của họ tới, chào hỏi một chút là sẽ xong ngay, quán ba này là tôi mở mà." Lâm Thanh Diện nói. Ông Mập và Lý Tam Thốn đều hít một luồng khí lạnh, không ngờ đây là quán ba cao cấp này lại là của Lâm Thanh Diện mở. Không lâu sau, giám đốc của quán ba qua đó, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang ngồi bên trong, đôi mắt lóe sáng, vội vàng bước vào, cười nói: "Ông chủ, ngài qua đây cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi đặc biệt sắp xếp người tiếp đãi ngài chứ?" Ông Mập và Lý Tam Thốn nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều bật lên một niềm cảm khác giống nhau. Có tiền thật tốt. Chương 752, người đến từ chúng thần điện. Cùng ngày tổ chức tiệc, vào sáng sớm, trong căn nhà cổ của nhà họ Lâm trở nên vô cùng náo nhiệt. Vài ngày trước đó mọi người từ các tầng lớp xã hội đều biết nhà họ Lâm tổ chức tiệc, cho nên bọn họ đều đã sớm chuẩn bị quà tặng tốt để hôm nay cho người đem tới. Còn chưa tới giữa trưa, gian nhà giữa của nhà họ Lâm đã tràn ngập quà tặng chất cao như núi. Tất cả đều là đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, xem chừng đến khi Lâm Nhất Nặc tới tuổi 18 cũng không dùng hết. Còn nữa, trong gara xe hơi của nhà họ Lâm cũng đã có thêm vài chiếc xe thể thao cao cấp, tất cả đều còn mới tinh, đây đều là quà tặng cho Lâm Nhất Nặc. Tuy nói rằng Lâm Nhất Nặc chưa được một tuổi, không thể lái xe, nhưng những chiếc xe thể thao này có thể làm đồ chơi cho Lâm Nhất Nặc, ở bên cạnh chơi đùa gì đó còn có thể nếu các công ty sản xuất xe hơi thể thao phiên bản giới hạn biết rằng xe của họ chỉ là đồ chơi cho Lâm Nhất Nặc, chắc hẳn bọn họ sẽ rất sốc. Mà trên nôi của Lâm Nhất Nặc đã treo tới năm sáu chùm chìa khóa biệt thự, thậm chí có người còn tặng cả một tòa lâu đài, nói rằng Lâm Nhất Nặc là công chúa, phải có cho mình một lâu đài. Vốn dĩ lần này Lâm Thanh Diện chỉ thông báo với người cùng cấp bậc trong xí nghiệp hoặc người trong gia tộc đến dự tiệc, không có mời khách ngoài, lẽ ra quà tặng cũng không lớn như vậy. Nhưng Tô Thành Hải cảm thấy đây là lần đầu tiên tổ chức tiệc cho Lâm Nhất Nặc phải long trọng một chút, lợi dụng cơ hội nâng cao vị thế cho nhà họ Tô, cho nên đã mời thêm một số gia tộc danh giá đến dự tiệc. Mà các gia tộc danh giá lại nắm giữ khoản tiền tài người thường không thể tưởng tượng được, cho nên quà tặng của bọn họ cũng thể hiện đẳng cấp, những chiếc xe thể thao chính là do bọn họ đem tới tặng. Ba người mục tu, Lý Tam Thốn, tên mập quanh năm sống ở nơi núi sâu, nhìn thấy số quà tặng được đưa tới, cảm giác tam quan của mình đều bị phá vỡ. Bọn họ vẫn nghĩ, người tập võ không nên bị vật ngoài thân trói buộc, mà hiện tại nhìn thấy những tiền tài vật xa xỉ của kẻ giàu có, bọn họ cảm giác đã sống nửa đời người vô ích. Có lẽ đây là lý do nhiều cao thủ nguyện ý làm việc cho các gia tộc giàu có, không ai từ chối sự vinh hoa phú quý. Giống như sư phụ Lâm Thanh Diện đây, sở dĩ nói tiền tài là vật ngoài thân bởi trong quá khứ họ đã trải qua cuộc sống quá xa xỉ, Lần này, điều khiến Lâm Thanh Diện bất ngờ chính là có rất nhiều thế gia cổ võ đến nhà họ Lâm tặng quà. Bình thường, những thế gia cổ võ này rất ít khi lộ diện, vậy mà lần này lại mang tới rất nhiều quà tặng, thật sự ngoài sức tưởng tượng của Lâm Thanh Diện. Đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng biết rõ bọn họ đến đây hoàn toàn là bởi vì nghe được tin tức hai tông sư Lôi Uyên Hành và La Liệt đã bị anh đánh chết, tin tức này đã lan truyền khắp giới võ cổ truyền những người này đều nói là đến chúc mừng Lâm Thanh Diện vừa sinh được một thiên kim, nhưng chẳng qua là đến xem kẻ đã đánh chết hai tông sư, chỉ mới ngoài 20 có bộ dạng như thế nào. Hơn nữa nếu có cơ hội, bọn họ cũng muốn kết giao với cao thủ như Lâm Thanh Diện, mặc kệ là người thế tục hay người của giới võ cổ truyền, thực lực luôn khiến mọi người sùng bái. Tuy rằng Lâm Thanh Diện không cần quan tâm chuyện của bữa tiệc, mọi thứ đều đã có ông độ xử lý, nhưng từ sáng, Lâm Thanh Diện đã phải tiếp đón những người đến tặng quà, bận đến tối tam mặt mày trong căn nhà cổ của nhà họ Lâm nhàn nhã nhất vẫn là Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc hai mẹ con không cần quan tâm cái gì từ buổi sáng đã bắt đầu mở quà tặng rất là vui vẻ trong phòng khách có ba người khách cùng tiến vào một lúc Lâm Thanh Diện đang ngồi trên ghế toàn thân mệt mỏi người đến tặng quà chính là nhà họ Vu ở thành phố Bình Tân ở thành phố Bình Tân thì ông chủ Vu cũng được coi như nhân vật số một nhưng xem ra so với mấy người đến trước có vẻ kém cạnh đôi chút. Ông Độ đứng một bên nói. Lông mày của Lâm Thanh Diện xếch lên, nếu anh nhớ không lầm, kẻ hãm hại anh và mấy người tên mập, Lý Tam Thốn chính là mấy người kia, đều là người nhà họ vu, nếu không có gì khác, mấy người kia át hẳn là đều là người nhà họ vu này. Tôi hơi mệt mỏi, trước tiên cứ để cho anh ta đợi ở bên ngoài. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ông Độ gật đầu, không nói gì thêm. Lâm Thanh Diện đi ra khỏi phòng khách, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa bước vào sân không bao lâu, anh cảm nhận được có một luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện trên mái nhà. Luồng hơi thở này so với lôi uyên hành chỉ có hơn không có kém. Hơn nữa có thể tránh khỏi sự tra xét của ẩn sát, chỉ ít cũng là tông sư cao thủ. Anh nhíu mày, mở miệng hô một tiếng, nếu đã đến đây, mời hiện thân, mái nhà gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh. Vừa dứt lời, hai người xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện tập trung nhìn vào hai người, phát hiện trong hai người kia có một khuôn mặt không xa lạ. Vương giã, Lâm Thanh Diện mở miệng. Vương giã bật cười, mở miệng nói, thật không ngờ anh còn nhớ rõ tôi, nếu là trước đây, tôi không thèm hồi đáp, nhưng bây giờ, tôi phải nói một câu vinh hạnh. Xin lỗi, tôi có thể nhớ kỹ anh, đơn giản là bởi vì chữ tiểu nguyệt nguyệt anh nói thật ghê tởm. Lâm Thanh Diện không khách khí nói một câu. Trên mặt vương giã xuất hiện sự xấu hổ, nhưng cũng không thể phản bác, anh ta đã nghe nói về thực lực của Lâm Thanh Diệt, anh ta chỉ là cao thủ nội lực, đâu dám ở trước mặt tông sư tùy tiện làm càn, lỡ đâu lại bị Lâm Thanh Diện giết chết. Lâm Thanh Diện cũng không thèm chú ý tới phản ứng của vương giã, anh quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, so với lôi uyên hành ông ta mạnh mẽ hơn, luồng hơi thở kia là phát ra từ người ông ta. Ông già cũng liếc mắt đánh giá Lâm Thanh Diện, nét mặt hài lòng tươi cười, Mở miệng nói, quả nhiên giống như trong lời đồn, chỉ mới hơn 20 tuổi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, tôi còn không tin lắm. Tự giới thiệu một chút, tôi là trưởng lão chúng thần điện dư Kình Thương. Lâm Thanh Diện cũng gật đầu đáp lễ, nói, tên của tôi hẳn ông đã biết rồi, hân hạnh gặp mặt. Không biết vì sao hai người lại đến nhà họ Lâm, nếu là đến đánh nhau, làm phiền ba ngày sau lại đến, trong ba ngày này tôi đang mở tiệc cho con gái, nên không muốn động thủ. Sư Kình Thương cười cười, nói cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi đều không phải tới tìm cậu để đánh nhau, ngược lại, chúng tôi tới nơi này là muốn mời cậu gia nhập chúng thần điện, chúng tôi thực sự cần thiên tài giống như cậu, gia nhập chúng thần điện, năng lực của cậu sẽ được phát huy tốt nhất. Nghe vậy, Lâm Thanh diện nhíu mày, mở miệng nói, "Thật xin lỗi, không hứng thú. Thế giới này có rất nhiều bí ẩn mà cậu chưa biết, tôi tin cậu đạt được trình độ hiện tại, cũng đã biết được một số manh mối." Nếu cậu thật sự muốn hiểu về thế giới này, gia nhập chúng thần điện là sự lựa chọn tốt nhất, hơn nữa là lựa chọn duy nhất. Dư kình thương mở miệng. Tôi chỉ muốn cùng vợ và con nhỏ sống tốt, không nghĩ đến chuyện tìm hiểu thế giới đến cùng, các vị nên đi đi. Lâm Thanh Diện khoát tay áo. Chà, tôi nói cậu điều này, nhà họ Lâm đang gặp kiếp nạn, chỉ có gia nhập chúng thần điện mới có thể hóa giải được. Dư kình thương nở nụ cười xảo quyệt. mươi 753, nó không phải việc lớn. Nghe Dư Kình Thương nói vậy, ánh mắt Lâm Thanh Diện hơi ngừng lại, mở miệng hỏi là kiếp nạn gì. Tông Sư La Liệt chết ở trong tay cậu, hắn ta là người của nhà họ La, một thế gia cổ võ danh giá nhất vùng Giang Bắc. Hắn ta có một anh trai tên là La Cương, hiện người này là ông chủ nhà họ La. Người này ở trong giới võ đạo, thanh danh cao hơn lôi uyên hành, thực lực so với lôi uyên hành cũng cao hơn một bậc. Chúng tôi biết được tin tức, tối nay La Cương sẽ tìm đến cậu báo thù, tuy rằng cậu thiên phú chắc tuyệt, thậm chí lôi uyên hành cũng phải chết trong tay cậu, nhưng theo tôi biết, lần đó tuy giết được lôi uyên hành, bản thân cậu cũng bị trọng thương, cho nên nếu đối mặt với cao thủ La Cương, đại khái cậu khó mà ứng phó được. Một khi cậu chết trong tay La Cương, người nhà họ Lâm sẽ gặp phải tình cảnh gì, vợ và con gái cậu sẽ ra sao, cậu hiểu rõ chứ? Nhưng mà chỉ cần cậu gia nhập chúng thần điện, khi La Cương đến, bọn tôi sẽ góp sức ứng phó, nhà họ la khí thế như thế cũng không dám đối nghịch với chúng thần điện. sau khi dư kính thương nói xong, trên mặt ông ta lộ ra vẻ chờ mong tươi cười. ông ta tin rằng lâm thanh diện nghe được những lời này chắc chắn sẽ gia nhập chúng thần điện. lâm thanh diện trầm ngâm gật đầu. vừa rồi nghe dư kính thương nói nhà họ lâm sẽ có kiếp nạn, trong lòng anh trột dạ tưởng nhà họ lâm sắp có chuyện gì lớn. nhưng sau khi nghe dư kính thương nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. nếu đúng như trong lời nói, nhà họ la tới gây phiền phức thì cũng coi như không có chuyện gì sau khi chiến đấu với lôi uyên hành quả thực lâm thanh diện đã bị trọng thương nhưng lúc đó anh chỉ mới có chút nội lực mà hiện tại nội lực của lâm thanh diện đã mạnh mẽ hơn nhiều hơn nữa anh cũng sớm đã tập luyện thêm nếu có thể đánh nhau với lôi uyên hành một lần nữa cũng có thể đạp ông ta xuống đất chính vì vậy ông chủ nhà họ la tuy so với lôi uyên hành có mạnh hơn lâm thanh diện cũng tự nhiên không coi trọng cảm ơn ông đã nói cho tôi biết tin tức này Hôm nay các vị có thể thoải mái ăn uống tại bữa tiệc, xem như chút đãi ngộ của tôi." Lâm Thanh Diện mở miệng. Dư Kình Thương nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, cảm thấy rất vui vẻ, nghĩ thầm tên nhóc con này rất biết thời thế, biết rõ mình không thể đánh bại La Cương, cho nên mới ngầm đồng ý gia nhập chúng thần điện. "Về chuyện gia nhập chúng thần điện, hay là thôi đi, chuyện này không cần thiết." Lâm Thanh Diện tiếp tục nói. Dư Kình Thương trợn tròn mắt, ông ta không nghĩ tới lâm thanh diện sẽ từ chối lời mời ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu cậu cần phải hiểu rõ chứ không gia nhập chúng thần điện tôi sẽ không ra tay giúp cậu đối phó la cương đâu dư kình thương mở miệng lâm thanh diện cười cười nói không sao tự tôi ứng phó được nó không phải việc lớn hai vị tùy ý tôi đi trước đón tiếp khách khứa nói xong lâm thanh diện xoay người đi qua khoảng sân phía bên kia Sư kình thương ngơ ngác nhìn bóng dáng lâm thanh diện, lẩm bẩm nói, nó không phải chuyện lớn. Tên nhóc con này, cuồng vọng đến vậy sao? Vương giã cũng giật mình nhìn lâm thanh diện, mở miệng nói, anh ta là thiên tài vạn người có một, cuồng vọng một chút cũng bình thường, chờ tối nay ông chủ nhà họ la tìm đến gây sự, anh ta tự nhiên sẽ biết sự lợi hại của ông chủ nhà họ la, đến lúc đó anh ta không muốn gia nhập chúng thần điện chúng ta cũng không được. Sư kình thương gật đầu, cảm thấy những lời nói của vương giã cũng hợp lý, nói, đi thôi, nếu người ta không ngại cho chúng ta bữa cơm, chúng ta phải đi xem có món gì ngon. Lâm Thanh Diện vừa mới bước vào trong một cái sân khác, một người đàn ông trung niên sắc mặt tươi cười đem theo mấy món quà tặng và người hầu đón đường. Ông chủ Lâm, được gặp ngài thật sự là vinh hạnh của tôi, đây là chút lòng thành của tôi, mong ông chủ Lâm không chê." Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, "Ông là tôi là người nhà họ Vu ở thành phố Bình Tân, Phu Trung Bình, lần này đặc biệt đến đây tham dự bữa tiệc mừng thiên cai âm của ông chủ Lâm. Người đàn ông trung niên mở miệng. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nghĩ tới người này lại chính là ông chủ nhà họ Vu ở thành phố Bình Tân. Ông chủ vu ông có người con trai tên vu Văn Đào, cùng một người con gái tên vu Hữu Ninh. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Đúng, đúng đúng đúng, ông chủ Lâm biết con trai và con gái tôi, nếu đã quen biết chúng, để tôi cho người đưa hai đứa tới đây." Vu Trung Bình kích động nói. "Không cần, tôi chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua mà thôi, cho nên mới hỏi thăm một chút." Lâm Thanh Diện mở miệng. Vu Trung Bình lộ ra nét mặt như mất sổ gạo, cũng không dám nói gì, đối với Lâm Thanh Diện chỉ cười ngượng ngùng. Lâm Thanh Diện cũng không chú ý nhiều đến ông chủ nhà họ Vu, thuận miệng nói qua loa vài câu rồi đi về phía khoảng sân khác. Vu Trung Bình nhìn thấy Lâm Thanh Diện rời đi, trong lòng tràn đầy cảm khái, tuổi trẻ như thế đã đạt được vị trí này, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Lần này tới tham dự tiệc của nhà họ Lâm, các gia tộc danh giá có không ít, nhà họ Vu ta ở trước mặt anh ta chẳng đáng gì. Nếu ông chủ Lâm đã biết con trai con gái ta, vậy phải làm sao cho con ta và anh ta có mối quan hệ tốt đẹp, đây chính là cơ hội giúp nhà họ Vu thăng tiến. Sau khi Vu Trung Bình thì thào một câu, ông ta cũng xoay người rời khỏi sân. Hoàng hôn Căn nhà cổ của nhà họ Lâm đã được trang trí bằng đèn dầu. Vô số khách mời tham dự bữa tiệc đều đi vào gian căn nhà cổ của nhà họ Lâm, nhìn qua rất hoành tráng náo nhiệt. Để tránh cho khách mời cảm thấy ngượng ngùng, ông độ còn mời đến một đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, thực hiện biểu diễn giữa sân lớn của nhà họ Lâm. Đám người Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh đều tò mò nhìn những người đang ra vào căn nhà cổ của nhà họ Lâm, đối mặt Lâm thanh diện, toàn bộ sự ngạo mạn của bọn họ đều biến mất nhìn thấy người ta mỉm cười bọn họ lại tức giận. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, có thể xuất hiện ở trong căn nhà cổ của nhà họ Lâm, bất kỳ ai, lai lịch cũng hơn hẳn so với nhà họ vu nhỏ bé của bọn họ, hơn nữa chắc chắn lợi hại hơn nhà họ vu, cho nên bọn họ cũng không dám làm càn. Anh, căn nhà cổ của nhà họ Lâm lớn quá đi, ở trung tâm kinh đô mà có được tòa nhà như thế này cũng thật tài năng, nhà họ Lâm quả nhiên lợi hại. Phu Hữu Ninh Hâm mộ nói một câu. Phu Văn Đào gật đầu, nói chuyện đó đã là gì, em có chú ý tới mấy cô gái ngoại quốc tới dự tiệc không, bọn họ cũng đều là người của gia tộc danh giá, nhà họ vu chúng ta bước ra ngoài, thật giống như đứa sẻ miệng còn hôi sữa. Nét mặt của vu hữu ninh lộ ra sự sùng bái, mở miệng nói cũng không biết ông chủ nhà họ lâm này trông như thế nào nữa, em rất muốn thấy mặt anh ta, nếu có thể nói với anh ta vài câu, thật là tốt. Nhìn bộ dạng mê trai của em kìa, hôm nay chính là tiệc mừng con gái người ta, Cẩn thận bị bà chủ Lâm để ý, nhà họ Vu chúng ta xem như xong đời. Vu Văn Đào mở miệng đùa vui. Ngay khi vài người của nhà họ Lâm đi vào căn nhà cổ, có ba người xuất hiện trước mặt bọn họ. Chính là ba người Lâm Thanh Diệt, Lý Tam Thốn, Tên Mập. Chương 754, em gái, em đùa với anh à. Sau khi hai người Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh nhìn thấy ba người Lâm Thanh Diệt, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Sao ba tên nhà quê các người lại ở đây? các người có biết đây là chỗ nào không? Nơi này chính là dinh thự của nhà họ Lâm, các người căn bản không có tư cách tới đây. Đợi lát nữa bị người nhà họ Lâm phát hiện, ba người lại tiêu đời. Phu Hữu Ninh nhìn ba người và kêu lên một câu. Lâm Thanh Diện không nói chuyện, sở dĩ bọn họ tới đây là vì trong lòng hai người tên Mập và Lý Tam Thốn cảm thấy không phục khi bị lừa mất một tỷ hai. Cho nên nghe nói mấy người Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh cũng tới dinh thự của nhà họ Lâm, bọn họ lại đi qua tìm bọn chúng tính sổ hai người tên Mập và Lý Tam Thốn đều bước tới một bước, cười lạnh nhìn mấy người Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh. Tại sao chúng tôi ở đây, lẽ nào trong lòng các cậu không đoán ra được sao? Tối hôm đó mấy thằng danh các cậu nói muốn mời khách, kết quả chạy mất, hại chúng tôi mất hơn một tỷ hai. Các cậu cảm thấy chuyện này thế là xong à? Tên Mập Trầm giọng nói. Vu Văn Đào hơi trột dạ nhìn hai người, mở miệng nói, sao lại nói là chúng tôi chạy chứ? Chúng tôi tạm thời có việc không được sao? hơn nửa rượu đều do các người uống ai biết khẩu vị của các người lớn như vậy tự nhiên tiêu hết một tỷ hai chúng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy ha ha thật hay cho một câu tạm thời có việc hôm nay các người sẽ không tạm thời có việc nữa chứ chúng ta lại cố gắng bàn về chuyện tối hôm đó đi lý tam thốn nắm chặt nắm đấm của mình phát ra những tiếng rắc rắc vu hữu ninh nhìn thấy hai người với khí thế hung hăng nói các người muốn làm gì ở đây là dinh thự của nhà họ lâm nếu các người muốn ra tay ở đây chính là muốn chết đấy. tên mập thấy Vu Hữu Ninh vẫn xem bọn họ là đám nhà quê trên mặt lộ ra một nụ cười diễu cợt. không biết vì sao nhìn dáng vẻ tự mãn này của Vu Hữu Ninh trong lòng anh ta lại thấy cao hứng. dù sao bây giờ bọn chúng tự mãn bao nhiêu đợi lát nữa vẻ mặt sẽ đặc sắc bấy nhiêu. chỗ này là dinh thự của nhà họ Lâm thì sao chứ? chẳng lẽ tôi muốn tìm các cậu tính sổ còn phải xem là chỗ nào à? Tên mập vừa cười vừa nói. Hai người Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh thấy đám người tên mập dám lớn lối như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc, nghĩ thầm ba người bọn họ quả nhiên là nhà quê không biết gì, ngay cả dinh thự nhà họ Lâm là nơi thế nào cũng không biết, lại dám chạy tới đây gây sự. Các anh chờ đấy, tôi sẽ đi gọi bảo vệ nhà họ Lâm đến, các anh dám gây sự ở đây, ông trời tới cũng không thể nào cứu được các anh đâu." Vu Hữu Ninh nói một câu, sau đó lại chạy về phía một viện khác. Vu Văn Đào cười lạnh, nhìn tên mập và Lý Tam Thốn nói, các người thấy không? Em gái tôi đã đi gọi bảo vệ nhà họ Lâm rồi. Hôm nay chính là bữa tiệc mừng con gái gia chủ nhà họ Lâm. Các anh tới đây gây sự, bảo vệ nhà họ Lâm chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho các anh đâu. Các anh sẽ lập tức tiêu đời rồi. Ha ha ha, làm tôi buồn cười chết mất. Nếu cậu cũng nói thế, vậy chúng tôi lại chờ ở đây, xem bảo vệ tới sẽ làm gì chúng tôi. Lý Tam Thốn cười và nói một câu tôi nói ba người các anh ngốc thật hay ngốc giả vậy các anh thật sự không biết nhà tổ của nhà họ lâm là chỗ nào sao vu văn đào nhìn thấy hai người lý tam thốn và tên mập hoàn toàn không lo lắng trong lòng cảm thấy kỳ lạ biết chứ nhưng vậy thì đã sao chẳng lẽ gia chủ nhà họ lâm còn dám gây phiền phức cho chúng tôi à lý tam thốn quay đầu liếc nhìn lâm thanh diện trong lòng thầm cười trộm lâm thanh diện chừng mắt nhìn anh ta lại không nói gì ha ha vậy xem ra các anh to gan lớn mật thật đấy. Gia chủ nhà họ Lâm có thể gây rắc rối cho các anh hay không, đợi lát nữa sẽ biết." Vu Văn Đào bĩu môi. Rất nhanh, Vu Hữu Ninh lại dẫn một đám người đi tới trong viện bên này. Ai dám chạy đến dinh thự nhà họ Lâm gây sự, là xem thường đội trưởng bảo vệ nhà họ Lâm tôi sao?" Giọng nói của Dư Tùng từ phía xa truyền tới. Vu Hữu Ninh đi theo đám bảo vệ Dư Tùng tới trước mặt đám người Lâm Thanh Diệt giơ tay chỉ vào ba người bọn họ và kêu lên chính là ba người bọn họ bọn họ là đám nhà quê không biết từ đâu chạy tới cũng dám gây sự ở nhà họ lâm đội trưởng anh tuyệt đối đừng dễ dàng tha cho bọn chúng đấy dư tùng nhìn về phía đám người lâm thanh diện sau đó vẻ mặt lại trở nên kỳ lạ còn quay đầu liếc nhìn vu hữu ninh cảm thấy có lẽ cô nhóc này đang đùa mình ba người lâm thanh diện cũng nhìn dư tùng với vẻ đùa giỡn ở trong ngôi nhà này quyền lợi của Dư Tùng quả thật không nhỏ. Nhưng cho dù quyền lợi của ông ta có lớn hơn nữa, cũng không dám qua bắt Lâm Thanh Diện. Đội trưởng, ông còn đứng ngây ra đó làm gì thế? Ông mau đi bắt ba bọn chúng đi. Vu Hữu Ninh thấy Dư Tùng mãi không ra tay, lại mở miệng nói một câu. Dư Tùng liếc nhìn Vu Hữu Ninh như nhìn một kẻ ngốc, mở miệng nói, em gái, em đùa anh à. Em có biết ba người bọn họ là ai không mà lại bảo anh bắt? Vu Hữu Ninh sửng sốt, mở miệng nói, ba người bọn chúng chính là ba tên nhà quê, chạy tới dinh thự nhà họ Lâm gây chuyện, có gì mà không thể bắt chứ. Em đừng đứng đây xem anh là thằng ngu nữa. Tối hôm nay, ai tới đây mà không biết người kia chính là gia chủ nhà họ Lâm. Bọn em bảo anh bắt ngài ấy, đây chẳng phải đùa thì là gì? Dư Tùng nói một câu, sau đó lại đi về phía Lâm Thanh diện, mở miệng nói, lão đại, có tình huống gì vậy? Sẽ không phải là ngài cố ý chứ? tôi còn chưa nhàm chán tới vậy, Lâm Thanh Diện mở miệng. Sau khi mấy người Vu Hữu Ninh và Vu Văn Đào nghe thấy Dư Tùng nói vậy, lập tức lại hóa đá. Bọn họ đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ không dám tin, bên tai dường như vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi của Dư Tùng. Anh ta, anh ta là gia chủ nhà họ Lâm à? Sao, sao có thể như vậy được? Vu Hữu Ninh thì thào tự nói. Em gái, chỉ sợ lần này chúng ta chọc ra họa lớn tay trời rồi. Vu Văn Đào cảm giác chân mình cũng có phần mềm ra. Bất kể thế nào, anh ta cũng không ngờ được tên nhà quê mà bọn họ nhắc tới sẽ là gia chủ nhà họ Lâm tiếng tam lừng lấy. Hai người tên Mập và Lý Tam Thốn thấy vẻ mặt hai anh em Vu Văn Đào đột nhiên thay đổi, bọn họ đều cảm thấy trò này chơi có vẻ vui đấy. Thế nào, không phải các cậu nói chúng tôi gây sự à? Các người nhanh tới đây chừng trị chúng tôi đi. Lý Tam Thốn cười nói trong lòng hai người vu văn đào và vu hữu ninh vô cùng khẩn trương môi cũng bắt đầu run rẩy anh anh đúng là gia chủ nhà họ lâm vu văn đào vẫn còn không tin lắm nhìn lâm thanh diện hỏi một câu lâm thanh diện nhún vai nói chẳng lẽ tôi còn là giả sao vu văn đào chẳng còn hơi sức nào để nói chuyện nữa ở đây là dinh thự nhà họ lâm lại có ai dám giả mạo gia chủ nhà họ lâm ở chỗ này chứ làm vậy đơn giản chính là đang tìm chết lúc mấy người đều đang quan sát vẻ mặt của hai anh em Vu Văn Đào, Vu Trung Bình với vẻ mặt đầy sốt ruột đi tới trong viện này. Vừa rồi đã có người đi báo cho ông ta biết chuyện xảy ra bên này. Sau khi ông ta biết được, đã vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Ông ta thấy Lâm Thanh Diện đang đứng ở trước mặt hai anh em Vu Văn Đào thì vội vàng đi qua, không nói một lời đã tát vào trên mặt hai anh em, một người mỗi cái. Chúng mày cũng dám gọi bảo vệ nhà họ Lâm đi bắt ra chủ nhà họ Lâm à. Hai đứa chúng mày chán sống rồi sao? Chương 755, vẫn là trả lại cho ông. Ba, bọn con, bọn con không biết anh ta chính là gia chủ nhà họ Lâm." Vu Hữu Ninh che mặt mình, đầy vẻ hối hận nói. "Không biết thì mày có thể vì tiện đối xử với người khác như vậy sao? Xem ra, tao đúng là chiều mày sinh hư rồi." Vu Trung bình tức tới đỏ cả mặt. Vu Hữu Ninh không dám nói gì nữa, vội vàng cúi đầu. Vu Trung Bình xoay người nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, nói, Lâm gia chủ, thật sự xin lỗi. Tôi không ngờ hai đứa trẻ này nhà tôi tự nhiên lại to gan lớn mật như vậy. Vẫn mong Lâm gia chủ đừng chấp nhặt với hai đứa chúng nó. Lâm Thanh Diện còn chưa lên tiếng, tên mập đã đi tới trước mặt Vu Trung Bình, mở miệng hỏi ông là ba của bọn họ. Vu Trung Bình khẽ gật đầu. Vậy ông tới thật đúng lúc, chúng tôi đang muốn tính sổ với hai người bọn họ đây. Nếu ông tới rồi, lại cố gắng nghe thử xem đứa trẻ nhà ông rốt cuộc đã làm gì. Tiếp theo tên mập lại nói cho Vu Trung Bình nghe chuyện xảy ra hôm đó. Vu Trung Bình vốn tưởng chuyện này chỉ là do hai người Vu Văn Đào không nhận ra gia chủ nhà họ Lâm mới xảy ra hiểu nhầm, bây giờ mới biết là có ẩn tình khác. Nghe tên mập kể, vẻ mặt Vu Trung Bình càng lúc càng trở nên khó coi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hai người Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh, thậm chí cũng muốn giết người rồi. Chờ tên mập nói xong, Vu Trung Bình nhìn ba người tên mập, Lý Tam Thốn và Lâm Thanh Diện và vái một cái thật sâu, đầy vẻ áy náy nói, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ hai đứa không nên thân bọn chúng tự nhiên lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho các ngài. Tôi nhất định sẽ bù lại một tỷ hai này, tôi cũng nhất định trừng phạt hai đứa không có lễ phép này một trận thật nghiêm, để cho chúng nhớ lâu hơn. Vu Trung Bình nói xong lại đi tới trước mặt Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh, không chút thương tiếc mà giơ tay lên, dùng hết sức tát về phía trên mặt hai người. Hai đứa không nên thân chúng mày, tao vẫn chờ hai đứa chúng mày làm dạng dỡ tổ tông, kết quả chúng mày ngoại trừ gây rắc rối cho tao thì chẳng được tích sự gì cả. Lần này lại còn gây rắc rối đến trên đầu gia chủ nhà họ Lâm người ta. Người ta ăn cơm thế nào, sao chúng mày phải quản chứ? Lúc tao ăn cơm, chúng mày không tới nói tao là nhà quê đi. Hôm nay không đánh cho hai chúng mày ý thức được vấn đề của mình tao lại không xứng làm gia chủ nhà họ vu này nữa. Vu Trung Bình tắt liên tiếp vào trên mặt Vu Văn Đào và Vu Hữu Ninh, hai người cũng không dám phản kháng, trong ánh mắt đầy hối hận. Ba, chúng con biết sai rồi, xin ba hãy tha cho chúng con. Về sau chúng con cũng không dám nữa. Vu Hữu Ninh khóc nói với Vu Trung Bình. Mày xin lỗi tao thì có tác dụng gì, còn không mau đi xin lỗi Lâm gia chủ. Vu Trung Bình tức giận quát một tiếng hai người vu văn đào và vu hữu ninh lập tức ý thức được ba bọn họ đang tìm bậc thang cho bọn họ bước xuống nên cả hai đều vội vàng đi tới trước mặt lâm thanh diện tên mập và lý tam thốn lâm gia chủ hai anh chúng tôi biết sai rồi lúc trước là chúng tôi quá tự mãn không nên mắt chó coi thường người xin lâm gia chủ và hai anh tha cho chúng tôi nếu không tôi và em gái sẽ bị ba đánh chết mất vu văn đào xin lỗi đầy vẻ thành khẩn vu hữu ninh vội vàng gật đầu theo nhìn dáng vẻ đúng là đã ý thức được sai lầm của mình rồi hỏi hai người bọn họ đi tôi thì không sao cả lâm thanh diện mở miệng hai người lại vội vàng nhìn về phía tên mập và lý tam thốn tên mập và lý tam thốn liếc nhìn nhau hai người bọn họ cũng không nhất quyết phải tính toán với hai đứa trẻ này làm gì chỉ cần bọn chúng ý thức được sai lầm của mình thôi bây giờ hai người đã xin lỗi thành khẩn như thế chuyện này lại xem như đã qua Tên mập mở miệng tha thứ cho hai người, lại dạy dỗ hai người vài câu, chuyện này cũng coi như kết thúc. Vu Trung Bình cảm kích, cảm ơn bọn họ, đồng thời bảo đảm sau này chắc chắn sẽ tăng cường dạy dỗ hai người, không để cho chúng lại xuất hiện tình huống như vậy nữa. Không bao lâu lại đến thời điểm bữa tiệc bắt đầu. Lâm Thanh Diện bảo ông độ cho những người biểu diễn nghệ thuật rút đi. Chẳng qua sân khấu dựng lên vẫn để nguyên, lại nhanh chóng được cải tạo thành một võ đài đơn giản. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều bối rối. Những gia tộc cổ võ tới tham gia bữa tiệc cho rằng có lẽ Lâm Thanh Diện làm thế là để bảo người ta tới so tài giúp vui. Hai người dư kình thương và vương giã thật ra lại hiểu rõ Lâm Thanh Diện làm ra một võ đài như thế là để làm gì. Đây hẳn là chuẩn bị cho người nhà họ la. Bữa tiệc bắt đầu không bao lâu, Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài lại bế Lâm nhất nặc lộ mặt ở trước mắt mọi người. Lâm Thanh Diện cũng nói sơ qua với mọi người vài câu, Bảo mọi người cứ thoải mái ăn uống. Sau đó, bữa ăn chính thức bắt đầu, tất cả mọi người vào chỗ ngồi, không ít người nhân tiện lấy rượu để kết bạn, cả viện chính lại náo nhiệt. Để tránh hứa Bích Hoài và Lâm Nhất nặc bị liên lụy, bữa tiệc bắt đầu không lâu, Lâm Thanh Diện lại bảo hai người bọn họ trở về phòng, cũng bảo Dư Tùng dẫn theo lực lượng mạnh nhất của ẩn sát âm thầm bảo vệ. Một khi có tình huống gì xảy ra, Lâm Thanh Diện cũng có thể lập tức biết được. Tới khoảng 8 giờ tối, trong lúc tất cả mọi người đang cao hứng uống rượu, một tiếng chuông chấn động cả màng nhĩ vang lên trên không trung của dinh thự nhà họ Lâm, làm tất cả mọi người giật mình. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn lên không trung, chỉ thấy trên nóc nhà không biết đã xuất hiện mấy bóng người từ lúc nào. Ngay sau đó, một cái chuông lớn cao hơn 2 mét từ phía sau nóc nhà bay xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người sợ đến mức lập tức hoảng loạn, vội vàng đứng dậy và chạy loạn ra xung quanh. Cái chuông này ít nhất cũng phải nặng mấy trăm cân, nếu lúc này nó đập lên trên người bọn họ, có thể đập bọn họ thành thịt nát mất. Thằng nhóc lâm thanh diện, cậu giết em trai tôi xong, còn có tâm tư ở đây mở tiệc à. Tôi không có món quà gì tốt, hôm nay tới tiến cậu xuống suối vàng, hy vọng cậu có thể đỡ được. Một giọng nói hùng hồn truyền đến, trong lòng mọi người chấn động, run rẩy. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là người nào vậy? tự nhiên lại ném cái chuông lớn mấy trăm cân từ trên nóc nhà xuống cái này sợ rằng phải dùng tới máy xúc mới chuyển được nó đi tiêu rồi tiêu rồi nhà họ lâm lại trêu chọc phải kẻ địch khủng khiếp bữa tiệc hôm nay không tiếp tục được nữa rồi quá đáng sợ phim truyền hình cũng không dám quay như thế đây vừa tới đã ném cái chuông nặng mấy trăm cân đây là muốn hù chết người à lâm thanh diện đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thấy đối phương ném qua một cái chuông lớn anh cũng không có gì sửng sốt. Chuyện như vậy, trước đây anh cũng từng làm rồi. Khi thấy cái chuông rất lớn này sắp rơi xuống đất, bên kia còn có mấy người chưa kịp chạy trốn, cơ thể Lâm Thanh Diện lập tức trở nên mơ hồ, khi lại xuất hiện thì đã ở phía dưới cái chuông này. Anh vận chuyển huyền lực trong cơ thể, một khí thế phóng lên trời cao. Tiếp theo, anh dậm mạnh chân, cơ thể bay lên trời, một trường vỗ vào trên cái chuông lớn này. Lại là một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cái chuông nặng tới mấy trăm cân này lại bay trở lại theo quỹ thích ban đầu. cảm ơn ý tốt của ông, tôi tạm thời không cần thứ này, vẫn trả lại cho ông đấy. tất cả mọi người ở đó lập tức sôi trào. audio điện tử võ tấn bền. hết chương 755